3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Mặn xinh gái nha. Chào Ngọc. Chào chào Gió Nam nha. Bữa giờ không thấy Gió Nam. Hi, chào Chân Phạm nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Lược Sử Vạn Vật. Và hôm nay mình sẽ đọc hơi lâu một chút, đọc 3 chương luôn các bạn nha, cho nó nhanh hết quyển sách này. Quyển sách này còn khoảng 15 chương nữa là xong, chương 30 là hết nè. Đó, nên giờ tranh thủ ngày nào thấy chương ngắn ngắn mình đọc luôn cả 3 chương. Hai, chào Việt nha, chào Văn Nguyễn. À, Văn Nguyên chứ, sorry Văn Nguyên. Ok, mình vào luôn nha. Chương số 15, vẻ đẹp nguy hiểm. Vào những năm 1960, trong khi nghiên cứu lịch sử núi lửa của công viên quốc gia Yellowstone, Bob Christiansen thuộc Ban Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ kinh ngạc về một điều chưa từng khiến ai băn khoăn trước đó. Ông không thể tìm thấy ngọn núi lửa của công viên này. Từ lâu ta đã biết bản chất Yellowstone là một ngọn núi lửa. Đây là lý do giải thích cho những mặt nước phun trào và hơi nước bốc lên. Các ngọn núi lửa đều khá dễ thấy. Tuy nhiên, Christiansen không thể tìm thấy ngọn núi lửa Yellowstone ở bất cứ đâu. Đặc biệt, ông không thể tìm thấy một cấu trúc gọi là miệng núi lửa. Yellowstone thì khá nổi tiếng ha. Nhưng mà cái này mình cũng chưa hề nghe luôn. Có nghĩa là năm 1960, ít nhất là hàng trăm năm người ta biết cái vùng Lake Yellowstone này có núi lửa, nhưng mà không ai để ý là không có cái miệng núi lửa ở đâu cả. Đa số chúng ta khi nghĩ tới núi lửa sẽ thường hình dung tới hình chóp kinh điển của núi Phú Sĩ hay là Kilimanjaro, vốn được tạo thành do magma phun trào và tích tụ lại thành một gò cao cân xứng. Chúng có thể hình thành rất nhanh. Năm 1943 tại Baricutin, Mexico, một nông dân kinh ngạc nhận thấy khói bốc lên từ một mảnh ruộng trên cánh đồng của mình. Sau một tuần, ông bất ngờ trở thành chủ sở hữu của một gò đất cao 152m. Sau 2 năm, nó cao đến gần 430m và có chiều ngang 800m. Tổng cộng có khoảng 1.000 ngọn núi lửa có thể nhìn thấy được trên bề mặt trái đất, nhưng chỉ vài trăm ngọn trong đó vẫn chưa tắt. Còn có một loại núi lửa khác ít được biết đến hơn vì chúng không trở thành những ngọn núi cao. Loại núi lửa này mạnh đến mức khi nổ, chúng sẽ nổ một lần thật khủng khiếp và để lại vết lõm khổng lồ. Đó chính là miệng núi lửa. Rõ ràng, Yellowstone thuộc loại thứ hai, nhưng Christiansen không thể tìm thấy miệng của nó ở bất cứ đâu. Tình cờ, ngay lúc này NASA quyết định sẽ thử một số máy ảnh tầm cao bằng cách chụp một số hình ảnh của Yellowstone. Một quan chức tốt bụng đã chuyển cho ban giám đốc công viên các bản sao với hy vọng chúng sẽ được trưng bày rộng rãi. Khi Christiansen nhìn thấy các bức ảnh, ông thấy ngay lý do mình không thể tìm thấy miệng núi lửa. Sự thật là toàn bộ công viên với diện tích 9.000 km² là một miệng núi lửa. Trời, các bạn ơi, sau này thấy kinh hoàng quá, không biết có ai dám sống ở đây không ha. Sống ở trên một cái miệng núi lửa. Vụ nổ đã để lại một miệng núi lửa rộng gần 65 km bề ngang, quá rộng để có thể cảm nhận được khi đứng trên mặt đất. Tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, Yellowstone hẳn đã phát nổ với quy mô khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì con người từng biết. Chắc là nó hết hoạt động rồi nên người ta mới dám làm cái công viên ở đây ha. Hóa ra Yellowstone là một siêu núi lửa, nó nằm trên một điểm nóng khổng lồ, một hồ chứa đá nóng chảy có độ sâu ít nhất 200 km dưới lòng đất và dâng cao gần tới mặt đất, tạo ra một khối đất đá nóng chảy trồi lên, được gọi là Superplum. Nhiệt độ từ điểm nóng này là nguồn năng lượng cho tất cả các lỗ thông hơi, mạch nước, suối nước nóng và bùn sôi của Yellowstone. Bên dưới bề mặt là một bể magma có bề rộng khoảng 72 km, gần như cùng kích thước với công viên, với độ dày lớn nhất có thể đạt tới 13 km. Hãy tưởng tượng một kho thuốc nổ có kích thước bằng một quận của Anh, cao tới 13 km, gần bằng chiều ngang của các đám mây ti cao nhất. Bạn sẽ hình dung được thứ mà các du khách tới Yellowstone đang đi dạo bên trên.
Áp lực của bể magma này lên phần vỏ trái đất đã nâng Yellowstone và khu vực phụ cận lên khoảng một nửa km so với độ cao thông thường. Nếu nó phát nổ, thảm họa sẽ vượt quá khả năng tưởng tượng. Theo giáo sư Bill McGrath, Đại học London, nếu ngọn núi lửa này phun trào, bạn sẽ không thể tới gần nó trong bán kính 1.000 km. Nó sẽ kéo theo những thứ tồi tệ hơn nữa. Loại Super Plum phía dưới Yellowstone khá giống một ly martini. Phần dưới nhỏ và nở rộng khi tiến lên gần bề mặt, tạo thành một trong những chiếc bát khổng lồ chứa magma lưu động. Một số chiếc bát như vậy có thể có bề ngang lên đến 1.900 km. Theo các lý thuyết hiện nay, chúng không phải luôn luôn phun trào mà đôi khi vỡ ra, tạo thành một đợt tuôn đổ liên tục, một trận lũ đá nóng chảy, giống như những gì đã xảy ra với các bẫy Deccan ở Ấn Độ 65 triệu năm trước. Chúng chảy trên diện tích hơn 500.000 km2 và có thể đã góp phần gây ra sự tuyệt chủng của loài khủng long do sự thoát ra của các loại khí độc hại. Các super plum cũng có thể là nguyên nhân gây ra các vết nứt khiến cho các lục địa đứt gãy. Các dòng chảy nóng hay gọi là plum như vậy không hiếm, có khoảng 30 dòng hiện đang hoạt động trên trái đất và chịu trách nhiệm về sự ra đời của những hòn đảo và quần đảo nổi tiếng nhất là Iceland, Hawaii, Azores, Canaries và quần đảo Galapagos, đảo Pitcairn nhỏ ở giữa Nam Thái Bình Dương và nhiều đảo khác, trừ Yellowstone. Chúng đều nằm ngoài đại dương. Không ai lý giải được tại sao Yellowstone lại nằm trên một mảng lục địa. Chỉ có hai điều chắc chắn. Phần vỏ trái đất ở Yellowstone mỏng và bên dưới là một thế giới nóng bỏng. Nhưng liệu phần vỏ mỏng do điểm nóng này hay điểm nóng này đã xuất hiện tại đây vì phần vỏ mỏng là một vấn đề gây tranh cãi gay gắt. Bản chất lục địa của phần vỏ tạo ra khác biệt lớn cho sự phun trào của nó, trong khi các siêu núi lửa khác có xu hướng xì hơi dần theo cách tương đối an toàn. Yellowstone sẽ nổ tung. Điều này không thường xảy ra, nhưng khi đó hẳn bạn sẽ muốn trốn đi thật xa. Kể từ lần phun trào đầu tiên cách đây 16,5 triệu năm, nó đã nổ khoảng 100 lần. Thật là khó. Nhiều khi không hiểu nổi các nhà khoa học làm cách nào mà biết cái ngọn núi lửa đó phun trào lần đầu tiên cách đây bao lâu và đã phun trào bao nhiêu lần ha, nổ khoảng 100 lần. Làm sao biết được nổ khoảng 100 lần các bạn? Mình không tưởng tượng ra được. Tuy nhiên, ba lần gần đây nhất là những lần thường được nhắc đến. Lần cuối có quy mô bằng vụ nổ của núi St. Helens. Lần trước đó lớn hơn thế 280 lần và lần trước đó nữa thì lớn tới mức không ai biết chính xác nó đã lớn đến mức nào. Ít nhất là gấp 2.500 lần, nhưng có lẽ là một con số khổng lồ hơn, 8.000 lần. Chúng ta hoàn toàn không có gì để so sánh với nó. Vụ nổ gần nhất trong thời cận đại là của núi lửa Krakatoa ở Indonesia vào tháng 8 năm 1883, với một tiếng nổ vang dội khắp thế giới trong suốt 9 ngày. Ghê vậy các bạn. Một tiếng nổ vang dội khắp thế giới trong suốt 9 ngày, khiến nước bị xô đến tận eo biển Mache. Xong, nếu hình dung lượng vật chất phun ra từ Krakatoa có kích thước như một quả bóng gôn thì vụ nổ lớn nhất của Yellowstone sẽ có kích thước như một khối cầu đủ để bạn núp đằng sau. Với thang đo này, vụ phun trào của núi St. Helens chỉ là quy mô không quá một hạt đậu. Kinh khủng không? Vụ phun trào Yellowstone 2 triệu năm trước đã thải ra một lượng tro đủ để chôn vùi bang New York dưới độ sâu 20m hoặc là California dưới độ sâu 6m. Đây chính là tro của khu hóa thạch của Mike Voorhees ở phía đông Nebraska. Vụ nổ xảy ra ở nơi mà ngày nay là bang Idaho. Nhưng qua hàng triệu năm, với tốc độ khoảng 2,5cm mỗi năm, vỏ trái đất đã vượt qua đó. Vì thế mà ngày nay nó đang nằm ngay Vì thế mà ngày nay nó đang nằm ngay bên dưới vùng Tây Bắc Wyoming. Điểm nóng vẫn nằm yên một chỗ như một ngọn đuốc acetylene hướng lên trần nhà. Sau khi thức giấc, nó sẽ để lại một loại đồng bằng núi lửa màu mỡ, lý tưởng để trồng khoai tây, như là nông dân ở Idaho từ lâu đã phát hiện ra. Trong 2 triệu năm nữa, rất có thể Yellowstone sẽ cung cấp khoai tây chiên cho McDonald's và người dân vùng Billings, Montana sẽ đi dạo quanh các mặt nước nóng của nó. Các nhà địa chất học vốn ưa đùa. Số tro rơi xuống từ lần phun trào gần nhất của nó phủ lên toàn bộ hoặc là một phần của 19 bang phía Tây.
và thêm một phần Canada và Mexico, gần như là toàn bộ lãnh thổ phía tây của sông Mississippi của Mỹ. Nên nhớ, đây là vựa lúa mì của đất nước này và là nơi sản xuất ra gần một nửa lượng ngũ cốc của thế giới. Cũng nên nhớ, tro không giống như tuyết sẽ tan vào mùa xuân. Nếu muốn trồng cấy lại, bạn sẽ phải tìm nơi để dọn tro đi. Hàng nghìn công nhân sẽ phải mất tới 8 tháng để dọn sạch 1,8 tỷ tấn mảnh vụn sau thảm họa tại trung tâm thương mại thế giới có diện tích 6,5 hectare ở New York. Thử hình dung sẽ mất bao nhiêu thời gian để dọn sạch cả Kansas. Đó là còn chưa xét tới hệ quả về mặt khí hậu. Vụ phun trào siêu núi lửa gần nhất trên trái đất xảy ra tại Toba, phía bắc Sumatra khoảng 74.000 năm trước. Không ai biết nó lớn cỡ nào nhưng chắc chắn là khổng lồ. Các lõi băng ở Greenland cho thấy rằng vụ nổ Toba kéo theo ít nhất 6 năm mùa đông núi lửa và chỉ có Chúa mới biết sau đó là bao nhiêu mùa thất bát. Người ta cho rằng đây có thể là nhân tố đã đẩy loài người tới bờ vực tuyệt chủng, làm giảm dân số toàn cầu xuống chỉ còn vài nghìn cá thể. Điều này đồng nghĩa với việc loài người hiện đại vốn phát triển từ một cơ số dân rất nhỏ và nó lý giải cho sự thiếu đa dạng gen của chúng ta. Có bằng chứng cho thấy rằng trong suốt 2.000 năm tiếp theo, tổng số cư dân trên trái đất không lúc nào nhiều hơn vài nghìn người. Rõ ràng, điều không cần nói thêm nữa là loài người hẳn đã mất một thời gian rất dài để trở lại bình thường chỉ sau một vụ nổ núi lửa. Bạn thấy kinh khủng chưa? À, như vậy là Toba ở đâu các bạn? Phía bắc Sumatra. Các bạn biết vùng này ở đâu thì bình luận ở phía dưới giúp mình nha. 74.000 năm trước, loài người hiện đại là có 2,5 triệu năm tiến hóa rồi. Thì 74.000 năm trước là mới cũng so với tuổi thọ của loài người hiện đại thì mới gần đây thôi. Và từ cái vụ phun trào núi lửa đó là loài người gần tuyệt chủng ha. Cũng may là không có tuyệt chủng mà gần thôi. Cũng còn sống được và phát triển tới ngày nay ha. Ok, check comment cái rồi mình tiếp tục luôn. Việc kêu lên lớp 10 học bù đầu anh ơi. Ok Việc ơi, chưa đâu. Những gì còn hay ho sẽ chờ Việc ở phía trước nữa. Hai, chào chị Thủy nha. Hai, chào Văn Hiến nha. Ok Văn Nguyên ơi. Hai, chào Lương Thuận nha. Chín ngày không trừng phạt ơi. Cái vụ nổ nó vang á, theo mình hiểu là vang khắp thế giới và vang trong 9 ngày á, có nghĩa là nó lớn tới nỗi mà nó để là cái tiếng vang trong 9 ngày luôn, giống như là nguyên thế giới này một cái hẻm núi mà các bạn nói tiếng vang ấy, nó vang echo lại á, như nói A thì nó vang là chữ A á, thì cái này nổ một cái xong rồi nó vang khắp thế giới thì đâu còn chỗ nào để cái âm thanh nó thoát ra ngoài nữa đâu, nó vang toàn thế giới và vang trong vòng 9 ngày. Đó, bạn cứ tưởng tượng 9 ngày mà cứ nghe tiếng ầm 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 bên lỗ tai á, do một vụ nổ núi lửa xảy ra ha, thì mới thấy cái vụ nổ nó kinh khủng tới cỡ nào. Ở cái chương trước á, ở livestream trước mình đọc á, mới thấy là chúng ta cứ tưởng là bom nguyên tử là đã kinh khủng lắm rồi, nhưng mà có những vụ nổ gọi là nặng mạnh gấp mấy chục lần, là mấy chục lần mà tổng số lượng bom nguyên tử mà chúng ta đang có, mà mạnh gấp mấy chục lần cái tổng số lượng bom nguyên tử chúng ta lại có, là thấy nó kinh khủng tới cỡ nào ha. Mình cứ nghe là vụ nổ bom nguyên tử ở Nhật Bản là đã lớn lắm rồi, nhưng mà ngày nay cái quả bom nguyên tử nó còn mạnh hơn cái vụ nổ bom Nhật Bản rất nhiều đó. Nhưng mà có những cái vụ nổ mạnh hơn như vậy gấp mấy chục lần nữa thì chịu sao thấu ha. Hai, chào Stephen Nguyễn nha. Hai, chào Stephen. Việc chia sẻ với vụ nổ như vậy, hình như sóng âm thanh có thể đi xa được hai vòng trái đất. Ok. Ok Việt ơi, thôi tiếp tục. Tất cả những điều này chỉ là một giả thuyết thú vị cho đến tận năm 1973, khi một sự kiện lạ lùng khiến nó đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Nước ở hồ Yellowstone nằm ở trung tâm của công viên bắt đầu tràn qua bờ hồ phía nam làm ngập một bãi cỏ, trong khi ở bờ bên kia, nước hồ biến mất một cách bí ẩn. Các nhà địa chất đã gấp rút điều tra và phát hiện ra rằng một phần lớn của công viên đã phình lên một cách đáng ngại. Nó nâng đất ở một đầu của hố lên khiến cho nước chảy ra ở đầu kia. Tương tự như là khi bạn nghiêng một chậu nước,
đến năm 1984, toàn bộ vùng trung tâm của công viên với diện tích khoảng 100 km² đã cao hơn 1 mét so với vị trí đo được trong lần khảo sát chính thức gần nhất là vào năm 1924. Sau đó, vào năm 1985, khu vực trung tâm này đã hạ xuống khoảng 20 cm. Tuy nhiên hiện nay, nó có vẻ lại sắp trồi lên. Các nhà địa chất học nhận ra rằng chỉ một nhân tố có thể gây ra hiện tượng này, một bể magma bất ổn. Yellowstone không phải là di chỉ của một siêu núi lửa cổ đại mà là một siêu núi lửa đang hoạt động. Cũng chính thời gian này, họ đã tính ra được chu kỳ phun trào của Yellowstone. Trung bình một vụ nổ lớn sẽ diễn ra sau 600.000 năm. Lần cuối cùng là cách đây 630.000 năm. Có lẽ đã sắp đến lúc Yellowstone gây ra một đại thảm họa. Ghê quá các bạn. Có vẻ không phải thế, nhưng anh đang đứng trên một ngọn núi lửa lớn nhất còn đang hoạt động trên thế giới. Paul Doss, nhà địa chất học của công viên quốc gia Yellowstone, nói với tôi ngay sau khi nhảy xuống từ chiếc Harley Davidson và bắt tay tôi tại trụ sở của công viên ở Mammoth Hot Spring vào một sáng tháng 6 đẹp trời. Sinh ra và lớn lên ở Indiana, Doss là một người dễ mến, ăn nói nhỏ nhẹ và cực kỳ chu đáo, với bề ngoài không khác gì một nhân viên phục vụ ở công viên quốc gia. Ông có hàng râu xám và tóc buộc kiểu đuôi ngựa. Một tay ông đeo chiếc khuyên sapphire nhỏ, một chút mỡ bụng làm căng bộ đồng phục công viên còn làm ông trông rất bảnh bao. Trông ông rất giống nhạc công blues hơn là một viên chức nhà nước. Thực ra, ông đúng là một nhạc công harmonica, nhưng chắc chắn ông am hiểu và yêu thích ngành địa chất. Tôi đã có dịp thực hành nó ở nơi tốt nhất trên thế giới. Ông nói khi chúng tôi lên một chiếc xe điện 4 bánh, sóc nảy, hướng về Old Faithful. Ông đã đồng ý cho tôi đi theo suốt một ngày để quan sát. Ông đi lại và thực hiện các nhiệm vụ của một nhà địa chất làm việc tại Yellowstone. Công việc đầu tiên của ngày hôm đó là trò chuyện với một lứa hướng dẫn viên du lịch mới. Yellowstone không cần phải nói nhiều, thật tuyệt đẹp với những ngọn núi trang nghiêm, đang bo rừng nhởn nhơ trên đồng cỏ, những con suối sục sôi, mặt hồ xanh màu da trời và vô số loài sinh vật hoang dã. Với một nhà địa chất, chẳng có gì đẹp hơn thế nữa, Ross nói. Phía trên Beartooth Gap là những tảng đá với độ tuổi gần 3 tỷ năm, 3/4 khoảng thời gian kể từ khi trái đất hình thành. Và ở đây, anh có những suối nước khoáng. Ông chỉ vào dòng nước nóng chứa lưu huỳnh mà từ đó thắng cảnh được đặt tên là Mammoth, nơi anh có thể quan sát các viên đá đang được sinh ra. Nằm giữa chúng là tất cả những gì anh có thể tưởng tượng. Tôi chưa từng thấy ở đâu ngành khoa học địa chất lại cụ thể và đẹp đẽ hơn thế. Vậy ông thích nó chứ, tôi hỏi. Ồ không, đúng ra là tôi yêu nó, ông trả lời bằng sự chân thành từ đáy lòng. Ông muốn nói rằng tôi yêu mọi thứ ở đây. Tuy mùa đông rất khắc nghiệt và lương thì không quá hấp dẫn, nhưng đối với một nơi đẹp đến thế này, những thứ đó chỉ là... Ông tự ngắt lời để chỉ cho tôi thấy một khoảng trống giữa một dãy núi nằm về phía tây vừa mới hiện lên trong tầm mắt. Ông cho biết dãy núi này có tên là Gallatin. Khoảng trống kia có thể rộng tới 60 hoặc 70 dặm. Suốt một khoảng thời gian dài, không ai biết tại sao nó lại tồn tại cho đến khi Bob Christiansen nhận ra rằng nó phải như vậy vì cả dãy núi đang dần bị xóa sổ. Khi thấy 60 dặm của một dãy núi bị thổi bay, bạn có thể hiểu rằng mình đang đối diện với một lực lượng đầy quyền năng. Phải mất 6 năm để Christiansen hiểu ra mọi việc. Tôi hỏi ông điều gì khiến cho Yellowstone nổ tung. Tôi không biết, không ai biết cả. Núi lửa là các thực thể kỳ lạ, chúng ta không thể hiểu hết về chúng. Núi lửa Vesuvius ở Ý đã hoạt động suốt 300 năm cho đến khi nó phun trào vào năm 1944, rồi từ đó bỗng dưng ngừng lại. Không có bất cứ động tĩnh nào kể từ đó. Một số nhà khoa học núi lửa cho rằng nó đang tự nạp năng lượng một cách ngoạn mục, và đây là mối lo lớn đối với 2 triệu người sống quanh nó. Song, không ai thực sự biết điều gì sẽ xảy ra. Ông nhận được những tín hiệu cảnh báo nào nếu Yellowstone sắp nổ tung? Ông nhún vai. Không ai sống gần nó vào lần phát nổ gần nhất nên cũng không ai biết các dấu hiệu cảnh báo như thế nào. Có thể anh sẽ thấy một chuỗi các trận động đất, mặt đất nâng cao lên đôi chút và có thể là một vài thay đổi trong hoạt động của các mặt nước và hơi nóng. Song, không ai dám chắc chắn về điều này. Nghĩa là nó hoàn toàn có thể phát nổ mà không báo trước. Ông thành thật gật đầu.
Ông giải thích rằng vấn đề là ở một mức độ nào đó, gần như tất cả những gì có thể tạo ra dấu hiệu cảnh báo đều có ở Yellowstone. Các trận động đất nhìn chung là sứ giả của các vụ núi lửa phun trào, và chúng không phải là hiếm tại công ty này. 1260 trận trong năm trước, đa số chúng rất nhỏ nên con người không cảm nhận được, song dù sao đó vẫn là động đất. Sự thay đổi trong cách thức phun trào của các mạch nước theo ông cũng là một dấu hiệu, nhưng chúng cũng biến đổi ngoài khả năng dự đoán. Một trong các mạch nước nổi tiếng nhất tại đây là Excelsior. Nó từng phun thường xuyên và với độ cao hết sức ngoạn mục của một cột nước lên tới 100m. Nhưng đến năm 1890, đột nhiên nó ngừng phun. Năm 1985, nó hoạt động trở lại nhưng các cột nước chỉ đạt độ cao 25m. 100m với 25m là phun cao lắm đó các bạn. 25m là cao lắm nha. Steamboat Geyser là mạch nước lớn nhất trên thế giới khi phun với độ cao cột nước đạt tới 120m. Nhưng khoảng cách giữa mỗi lần phun của nó là từ 4 ngày cho tới gần 50 năm. Nếu hôm nay nó phun và tuần sau lại thế, điều đó không cho chúng ta biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tuần sau nữa hoặc thậm chí 20 năm nữa. Doss nói, toàn bộ công viên đều luôn bất ổn đến mức không thể rút ra bất cứ kết luận nào từ các hiện tượng xảy ra. Sơ tán khỏi Yellowstone chắc chắn không phải là một việc đơn giản. Công viên đón khoảng 3 triệu lượt du khách mỗi năm, đỉnh điểm là các tháng mùa hè. Có rất ít con đường trong công viên và chúng được thiết kế hẹp một cách có chủ ý. Một phần để hạn chế tốc độ, một phần để bảo tồn cảnh quan và một phần do hạn chế địa hình. Vào mùa hè, có thể phải mất nửa ngày để đi ngang qua công viên và mất hàng giờ để tới được bất cứ điểm nào trong đó. Bất cứ khi nào du khách nhìn thấy các loài động vật, họ sẽ dừng ngay lại dù họ đang đứng ở đâu, Doss nói. Đường bị tắc vì gấu, vì bò rừng và vì chó sói. Vào mùa thu năm 2000, các đại diện từ cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ và công viên quốc gia cùng với một số học giả đã gặp gỡ và xây dựng đài quan sát núi lửa Yellowstone. Bốn cơ quan tương tự thực chất đã tồn tại ở Hawaii, California, Alaska và Washington. Nhưng điều kỳ lạ là ngay tại khu vực núi lửa lớn nhất thế giới lại không có. Đài quan sát này thực chất là một ý tưởng hơn là một công trình. Nó thể hiện sự đồng thuận trong việc phối hợp nghiên cứu và phân tích hệ địa chất đa dạng của công viên. Doss nói với tôi rằng một trong những nhiệm vụ đầu tiên của nó là đưa ra sơ thảo kế hoạch cho hiểm họa động đất và núi lửa, một kế hoạch hành động cho tình huống khẩn cấp. Vậy là chúng ta chưa từng có kế hoạch nào như thế, tôi hỏi. Chưa, rất tiếc là vậy, nhưng sẽ sớm thôi. Không phải như thế là hơi chậm sao, ông mỉm cười. Ồ, hãy nghĩ rằng việc chuẩn bị không hề là quá sớm. Khi kế hoạch được hoàn tất, dự kiến 3 người, Christiansen ở Menlo Park, California, giáo sư Robert Smith tại Đại học Utah và Doss tại Yellowstone sẽ đánh giá mức độ nguy hiểm của bất cứ nguy cơ thảm họa nào và tham mưu cho giám đốc công viên. Giám đốc sẽ ra quyết định có sơ tán khỏi công viên hay không cho các trường hợp. Tuy vậy, không có kế hoạch nào dành cho các vùng lân cận. Bạn sẽ phải tự lực cánh sinh một khi mà rời cánh cổng công viên. Do đó, kế hoạch sẽ không mấy hữu ích nữa nếu Yellowstone thực sự phun trào ở trên quy mô lớn. Ở chương này và chương trước là tác giả chỉ ra các mối hiểm họa chúng ta vẫn đang gặp, vẫn đang đối mặt thường xuyên ở trên trái đất này ha. Không chỉ là hiểm họa từ ngoài vũ trụ mà chúng ta còn phải đối mặt với hiểm họa từ trong chính trái đất của mình. Và ở đây là chỉ sơ bộ về một cái ngọn núi lửa mà chúng ta một ngọn núi lửa khổng lồ ở Mỹ nha, mà chúng ta không biết khi nào nó nổ đó và không thể nào biết luôn. Rất là ghê. Hai, chào Tân nha, lâu quá mới thấy Tân vào. Vì kêu vụ nổ Big Ben kiểu hai. Ok Tân ơi, tiếp tục nha. Khi kế hoạch được hoàn tất, dự kiến 3 người. À, cái này đọc rồi. Tất nhiên có thể phải hàng chục nghìn năm nữa mới đến ngày đó. Doss cho rằng ngày đó cũng có thể không bao giờ xảy ra. Việc từng xảy ra không có nghĩa là nó vẫn vậy, ông nói. Một số bằng chứng cho thấy có thể là sau một chuỗi vụ nổ nghiêm trọng sẽ là một khoảng thời gian yên lặng kéo dài. Chúng ta có lẽ đang sống trong giai đoạn đó. Bằng chứng cho thấy bể magma đang nguội đi và kết tinh. Tính bất ổn của nó đang giảm xuống, trong khi tính bất ổn này phải duy trì mới có một vụ tuôn trào bùng nổ. Trong lúc đó,
có rất nhiều hiểm nguy khác trong và xung quanh Yellowstone với dấu hiệu đã hết sức rõ ràng. Vào tối ngày 17 tháng 8 năm 1959 tại hồ Hebgen, ngay bên ngoài công viên, 20 phút trước nửa đêm cùng ngày, hồ Hebgen trải qua một trận động đất dữ dội. Cường độ của trận động đất là 7,5 độ nhưng không ảnh hưởng rộng như các trận động đất khác mà đột ngột vặn xoắn và kéo sụp hẳn một sườn núi. Lúc đó đang là cao điểm mùa hè, nhưng may mắn vào thời điểm đó chưa có nhiều người tới thăm Yellowstone như ngày nay. 80 triệu tấn đá lăn xuống với tốc độ 160 km một giờ và lao đi với một sức mạnh đến mức phần rìa của số đá lở đã lăn tới tận độ cao 120 m trên một ngọn núi bên kia thung lũng. Dọc đường di chuyển, chúng quét qua một phần khu trắm trại núi Rock Creek, 28 người chết, trong đó 19 người vĩnh viễn không tìm thấy xác. Sự tàn phá diễn ra chóng vánh nhưng cũng rất khó hiểu. Có 3 anh em ngủ chung sống sót, trong khi cha mẹ họ ngủ ở lều bên cạnh đã bị cuốn đi và không bao giờ tìm thấy xác. Ghê quá ha. Một trận động đất lớn, tôi nhấn mạnh là lớn, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Doss nói với tôi. Anh hãy tin điều này, đây là một khu vực dễ xảy ra động đất. Bất chấp vụ động đất ở hồ Hebgen và các nguy cơ rõ ràng khác, Yellowstone không được trang bị các máy đo địa chấn thường xuyên mãi cho đến những năm 1970. Nếu bạn cần một trường hợp để đánh giá mức độ vĩ đại và không thể lay chuyển được của các quá trình địa chất, hãy chọn Teton, dãy núi lởm chởm ở ngay phía nam công viên quốc gia Yellowstone. 9 triệu năm trước, Teton không hề tồn tại. Vùng xung quanh hố Jackson chỉ là đồng cỏ cao. Nhưng một phay địa chất dài 64 km đã mở ra trong lòng đất và kể từ đó, khoảng 900 năm một lần, dãy Teton lại phải chứng kiến một trận động đất đủ lớn để nâng nó lên cao thêm 2 mét. Chính những cú đẩy liên tục qua thời gian đã đem lại cho các ngọn núi của dãy Teton độ cao đến 2.000 mét. Con số 900 mét là con số trung bình và có phần dễ gây nhầm lẫn. Theo Robert Smith và Lee Siegel trong cuốn Window into the Earth, tạm dịch là cửa sổ vào lòng đất, một biên niên sử về vùng đất này, trận động đất lớn cuối cùng của Teton xảy ra vào khoảng 5.000 cho tới 7.000 năm trước. Nói tóm lại, Teton có lẽ là khu vực động đất chậm nhất hành tinh. Các vụ nổ thủy nhiệt cũng là một nguy cơ đáng kể. Chúng có thể xảy ra ở bất cứ lúc nào, gần như mọi nơi và không thể dự đoán. Anh biết đấy, do thiết kế nên chúng tôi đang dồn du khách vào các bể nhiệt. Doss nói với tôi sau khi chúng tôi xem qua mặt nước Old Faithful Fung. Đó là thứ họ tới để chiêm ngưỡng. Anh có biết Yellowstone có một số mặt nước và suối nước nóng nhiều hơn tất cả phần còn lại của thế giới cộng lại hay không? Tôi không biết điều này. Ông gật đầu khoảng 1.000 và không ai biết khi nào một lỗ mới lại mở ra. Sao ở đây ghê quá các bạn. Ở bên mình có cái gần chỗ mình nhất thì mình biết là suối nước nóng Bình Châu là có suối nước nóng mà nước nóng từ dưới mặt đất trào lên luôn. Thì không biết là còn chỗ nào khác gần chỗ các bạn không. Mà ở gần những cái chỗ suối nước nóng như vậy á, mình không biết là nó có nguy cơ gì không các bạn ha. Kiểu ở dưới thay vì nước nóng thì magma nó phun trào lên, hoặc là một trận phun trào núi lửa này nọ mới thì sao? Nó có không? Trước khi đọc cuốn sách này, mình cứ nghĩ là chúng ta đã hiểu biết rất nhiều. Không phải về vũ trụ thì ít nhất là hiểu biết rất nhiều về trái đất chúng ta đang sống. Nhưng mà có một thực tế rất là buồn cười, đó là chúng ta hiểu về vũ trụ nhiều hơn, nhiều khi là nhiều hơn. Này là lời của tác giả nha. Chúng ta hiểu về vũ trụ nhiều hơn là cái trái đất mà chúng ta đang sống ha. Chúng ta nhìn vô mặt trời, chúng ta phân tích là lõi mặt trời có gì cái này cái kia. Nhưng mà trong trái đất của mình á, chúng ta tưởng tượng như vậy thôi mà chúng ta chưa hề đào được qua, gọi là chưa đào được qua mấy phần trăm của cái bề mặt trái đất nha các bạn. Mà bề mặt trái đất chiếm một cái phần rất nhỏ của cái quả đất. Tác giả ví cái quả đất như một trái táo, thì chúng ta chưa có đào qua được cái vỏ của trái táo nha. Cái vỏ trái táo nó mỏng dính nè, chúng ta chưa đào qua được. Để các bạn tưởng tượng là chúng ta biết rất ít về cái bên dưới chân của chúng ta đó. Rất ít, rất nhỏ luôn. Và mình nghĩ cũng đúng. Tại vì có đợt mình đi núi Fansipan á, Fansipan là 3.300 m so với mực nước biển đúng không, là đã thấy nó cao lắm rồi đó, mà mới có 3 km thôi các bạn. Mà tưởng tượng cái phần vỏ trái đất là dày biết bao nhiêu trăm km ha. Đó, chúng ta hình như mình nhớ là mới đào được có mười mấy km thôi, ở xuống sâu xuống dưới mặt đất á là hết đào nổi rồi, nó nóng quá hay sao á. Mười mấy có nhỏ quá không ta, mình nhớ là mười mấy.
Đó, nhưng mà nói chung là chúng ta hiểu về trái đất này cũng còn rất ít. Thấy khoa học tiến bộ vậy thôi chứ là cũng còn rất nhiều thứ để mà khám phá ha. Đó, mới thấy là có rất nhiều những cái mối nguy hiểm tiềm ẩn ở khắp mọi nơi, rất đáng sợ. Chúng tôi lái xe tới hồ đất rộng chừng 200 mét bề ngang, trong nó có vẻ hoàn toàn vô hại. Ông nói, nó trông chỉ như một cái ao lớn. Trước kia, nó từng không có mặt tại đây và vào một thời điểm nào đó trong 15.000 năm qua, nó đã phát nổ rất lớn. Hẳn nó có tới hàng triệu tấn đất đá và nước siêu nóng bắn tung lên với tốc độ siêu âm. Anh có thể tưởng tượng điều gì nếu chuyện này xảy ra tại khu để xe ở Old Faithful hay là một trong các trung tâm dành cho du khách? Vẻ mặt ông trở nên không vui. Liệu có dấu hiệu cảnh báo nào hay không? Có thể không? Vụ nổ lớn nhất trong công viên xảy ra tại mạch Pokchop vào năm 1989. Nó để lại một miệng rộng chừng 5 mét, không hề lớn nhưng đủ lớn nếu anh tình cờ đứng cạnh nó vào lúc nó hoạt động. May mắn thay, khi đó không có ai ở cạnh nó và vì thế không có bất cứ ai bị thương vong nào. Nhưng tất cả đã xảy ra mà không có bất cứ dấu hiệu nào cảnh báo trước. Vào thời xa xưa đã có những vụ nổ để lại những hố rộng một dặm. Không ai dám chắc khi nào chuyện đó tái diễn. Chỉ có thể hy vọng rằng không ai đứng gần đó khi mà điều tồi tệ đó xảy ra. Những trận lở đá lớn cũng rất nguy hiểm. Một vụ lở đá đã xảy ra tại Gardiner Canyon vào năm 1999. Nhưng thật may vì không ai bị thương. Chiều muộn hôm đó, Dos và tôi dừng trước một mỏm đá treo lơ lửng trên một con đường luôn đông đúc. Vết nứt rất dễ dàng nhận thấy. Nó có thể sập bất cứ lúc nào, Dos nói với giọng đầy suy tư. Ông không đùa đấy chứ, tôi hỏi. Không có phút nào ở phía dưới mỏm đá vắng xe cộ qua lại và nơi này chật kín du khách. Ồ không, không, ồ không phải là sắp, ông nói thêm. Tôi chỉ nói rằng có thể. Tương tự, nó có thể sẽ ở nguyên chỗ đó suốt hàng thập kỷ. Không ai nói trước được điều gì. Người ta phải chấp nhận rủi ro khi tới đây. Tất cả chỉ có thế. Khi mà chúng tôi lên xe để quay về Mammoth Hot Spring, Dos nói thêm, vấn đề là thường thì những điều tồi tệ không xảy ra, đá không lở, đất không động, các mạch nước mới không bất ngờ phun lên. Trái ngược với sự bất ổn, mọi thứ thường tĩnh lặng một cách đáng kinh ngạc. Giống như là chính bản thân trái đất, tôi nhận xét. Chính xác, ông đồng tình. Các nhân viên ở Yellowstone cũng đối diện với rủi ro không kém gì du khách. Dos cảm nhận được điều kinh hoàng đó trong tuần làm việc đầu tiên của ông tại đây 5 năm trước. Vào một tối muộn, ba nhân viên trẻ làm việc vào mùa hè đã làm một việc trái quy định, đó là tắm nước nóng. Họ bơi lội trong những hồ nước ấm. Dù công viên vì những lý do hiển nhiên không công bố điều này, song không phải tất cả hồ nước ở Yellowstone đều nóng đến mức nguy hiểm. Một vài hồ nước nóng ở đây có thể tắm và các nhân viên này quen ngâm mình một chút vào đêm muộn, dù như thế là quy phạm. Điều ngu ngốc là họ đều quên mang theo đèn pin. Thật quá nguy hiểm vì phần lớn đất xung quanh các hồ nước ấm đó rất xốp và mỏng. Do đó, người ta dễ dàng bị rơi xuống một chiếc hố nóng bỏng. Dù thế nào, khi quay trở lại khu nhà, họ đi ngang qua một con suối mà trước đó họ đã nhảy qua. Lùi lại vài bước, cầm tay nhau và đếm đến ba, họ cùng nhảy. Thực ra, đó không phải là con suối. Đó là một hồ nước đang sôi sùng sục. Trong đêm tối, họ đã nhầm phương hướng. Không ai trong số ba người này sống sót. Bạn thấy này giống phim kinh dị không? Đặc biệt trong chỗ này, trong cái suối nước nóng, trong cái vùng công viên này có 1.000 suối nước nóng ha. Mà đi nhầm suối một cái là nó nóng quá, gọi là nhảy nhảy mà nhảy hụt, tưởng đâu là chỗ đó là nhảy qua được, ai ngờ nhảy vô trúng cái hồ nước sôi đang sùng sục luôn, nhảy vô chết luôn ha. Như phim kinh dị luôn. Mình nhớ là xưa có phim kinh dị cũng nói vấn đề này, có nghĩa là gia đình đang tắm ở một cái suối nước nóng bình thường, tự nhiên cái là ở dưới đó nó phun trào hay hoạt động địa chất gì xảy ra dưới đó, thế là nó sôi sùng sục lên và những người đang tắm ở đó chết. Rất là ghê ha. Tôi đã nghĩ về điều này vào sáng hôm sau khi mà trên đường ra khỏi công viên. Tôi dừng lại để gọi điện thoại ở hồ Emerald gần Uber Geyser Basin. Hôm qua Dos không có thời gian để đưa tôi tới đây, nhưng tôi nghĩ ít nhất nên ngắm qua nó bởi đây là một thắng cảnh lịch sử. Năm 1965, một cặp vợ chồng cũng là hai nhà sinh vật học Thomas và Louis Brooks khi đang thực hiện một chuyến nghiên cứu thực địa vào mùa hè. Đó là một việc không bình thường. Họ đã vớt một ít máng màu vàng nâu quanh hồ và kiểm tra xem có khả năng có sự sống trong đó hay không. Điều khiến họ và sau này cả thế giới ngạc nhiên là trong đó chứa đầy các vi khuẩn sống. Họ đã phát hiện ra các vi khuẩn chịu cực hạn, tên tiếng Anh là Extremophile,
đầu tiên trên thế giới. Đó là các sinh vật có thể tồn tại trong môi trường nước trước đó bị cho là quá nóng hay là nhiễm axit và lưu huỳnh quá nặng để tồn tại sự sống. Điều đáng chú ý là hồ Emeron mang tất cả những đặc điểm này, nhưng ít nhất hai sinh vật sau này được gọi là Sulfolobus acidocandarius và Timophilus aquaticus lại xem đây là môi trường thân thiện. Người ta từng tin rằng không loài nào có thể tồn tại ở nhiệt độ cao hơn 50 độ C. Nhưng tại đây các sinh vật này thoải mái tận hưởng làn nước hôi hám chứa đầy axit và nóng gần gấp đôi mức này. Trong gần 20 năm, một trong hai loài vi khuẩn mới mà nhà Brock phát hiện ra, Thermophilus aquaticus, vẫn chỉ gây tò mò trong phòng thí nghiệm, mãi cho đến khi một nhà khoa học ở California là Carrie P. Mullis phát hiện ra rằng các enzyme chống nóng của nó có thể được dùng để tạo ra một thứ ma thuật hóa học có tên gọi là phản ứng chuỗi polymerase, cho phép các nhà khoa học tạo ra nhiều ADN từ một lượng siêu nhỏ, chỉ cần một phân tử trong điều kiện lý tưởng. Một kiểu sao chép di truyền về sau sẽ trở thành nền tảng của ngành khoa học di truyền, có ý nghĩa lớn đối với cả thế giới học thuật và ngành pháp y. Nhờ đó, Mullis được trao giải Nobel hóa học vào năm 1993. Cùng lúc đó, các nhà khoa học đã phát hiện các vi khuẩn mạnh hơn, ngày nay được gọi là Hyperthermophile. Có thể mình đọc sai ha, cái tên này tên khoa học hơi khó đọc. Hyperthermophile có thể sống ở nhiệt độ cao hơn 80 độ C. Sinh vật chịu nóng tốt nhất được phát hiện cho đến nay theo Frances Ashcroft trong cuốn Life at the Extreme, tạm dịch là sự sống tại cực hạn, là Pyrolobus fumari. Chúng sống trên thành các lỗ thông hơi dưới đáy đại dương, nơi nhiệt độ có thể lên tới 113 độ C. Giới hạn trên cho sự sống được dự đoán là khoảng 120 độ C, dù không ai dám chắc. Dù sao, các phát hiện của vợ chồng Brooke cũng đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của chúng ta về sự sống. Như là Jay Burgrass, một nhà khoa học NASA đã nói, dù chúng ta đi nơi đâu trên trái đất, kể cả những nơi có môi trường khủng khiếp nhất, chỉ cần ở đó có nước, ở thể lỏng và một chút năng lượng hóa học, chúng ta sẽ tìm thấy sự sống. Hóa ra sự sống trên trái đất thông minh và có khả năng thích nghi cao hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Đây là một tin tốt, vì như bạn được sắp được thấy, chúng ta đang sống trong một thế giới mà dường như không hề muốn chấp nhận sự tồn tại của chúng ta. Ghê quá các bạn. Như vậy là nhiều khi cái giả thuyết mà có những cái sinh vật sống ở dưới lòng đất hoặc là ở dưới biển sâu này nọ, có một, không những là những sinh vật mà kiểu đơn bào, dạng đơn bào mà mình ý mình là những cái sinh vật mà kiểu phức tạp như là loài người này nọ, có suy nghĩ, có sự sống, có sự thông minh á đó, nhiều khi nó dưới mình mà chúng ta không biết thì sao. Tại vì như ở đây nói nè, ở đâu chỉ cần có một chút nước thể lỏng và có năng lượng hóa học thì chúng ta sẽ tìm thấy sự sống. Thì tại sao có sự sống trên mặt đất thì không có sự sống ở dưới vùng nước sâu và không có sự sống ở dưới lòng đất ha? Biết đâu ở trong những cái dãy magma núi lửa đang phun trào có một loài sinh vật nào đó đang sinh sống ở dưới thì sao? Nghe thì có vẻ hơi viễn tưởng, nhưng mà mình nghĩ tại sao lại không, đúng không? Tại sao lại không? Hết chương này rồi, chúng ta qua chương số 16, hành tinh đơn độc. Và qua một phần mới của quyển sách này, phần này đọc thấy có vẻ hay nè, phần 5 nè, bản thân sự sống. Cái này chắc mình nghĩ là diễn tả là sự sống hình thành như thế nào, rồi thế nào mới có được sự sống á. Càng nghiên cứu cặn kẽ hơn về vũ trụ và kiến trúc của nó, tôi càng có nhiều bằng chứng cho thấy theo một cách nào đó vũ trụ hẳn đã biết rằng chúng ta sẽ tới đây. Là mọi cái điều kiện của vũ trụ thích hợp cho sự sống của chúng ta bây giờ. Chỉ cần một cái gì đó nó chệch đi thôi. Đó, giống như là lực hút nó không có mạnh bằng như là lực hút ở cái thế giới hiện tại ha, hay là bất cứ một cái lực nào á nó khác đi một chút thôi thì sẽ không có sự sống như bây giờ, sự sống sẽ khác đi rất nhiều. Đó, mọi cái điều kiện thích hợp cho sự sống phát triển cho chúng ta như bây giờ ha. Hi, chào bạn Lý Độc Hành nha. Tân hỏi Yellowstone có phải hẻm núi bên Mỹ không? Đúng rồi Tân ơi, Yellowstone đó, mình thấy những cái phim Hollywood đó các bạn, mình thấy họ viết những cái kịch bản á rất là hay ha. Thường thường là mình thấy họ dựa theo phát hết á, họ dựa theo những cái thực tế rồi họ mới chế ra những cái tiểu thuyết ở dựa trên những cái đó, chứ không phải là tự nhiên họ chế ra có cái chỗ Yellowstone nó có nhiều núi lửa ha, mà thực tế là nó có nhiều núi lửa và nó vẫn hoạt động mà nó đang rất nguy hiểm. Steven chia sẻ, các bạn thử xích xem hình công viên Yellowstone đẹp lắm nhưng không biết nổ lúc nào. Giống phụ nữ thật.
Ok Steven ơi. Ok. Tân nói là ít ra nó vẫn nằm đó chứ không bỏ đi như phụ nữ anh nè. Sao bi quan vậy Tân ơi? Hai Phạm Lục, ok cảm ơn Phạm Lục nha. Lần đầu gặp Phạm Lục trên livestream, rất là chào mừng, welcome welcome. Việc chia sẻ đối thủ của Yellowstone là bộ siêu núi lửa Toba. Từ tàn phá, từng tàn phá có thể loài người chỉ còn lại 3.000 trên 10.000. Ghê quá. Hai chào Lương Thuận nha. Ok Lương Thuận ơi. Hai chào Yaga Baba nha, chào Đỗ An. Ok, tiếp tục. Hình như đó giờ gọi là chúng ta là nước chúng ta 4.000 năm đúng không? Nhưng mà so với tuổi của loài người thì 4.000 năm chưa là gì. Thì mình không biết là đó giờ ở cái phần Đông Nam Á chúng ta đã từng có núi lửa chưa các bạn? Hay là núi lửa đó từng hoạt động chưa? Và lần hoạt động gần nhất là vào lúc nào? Có ai biết bình luận phía dưới giúp mình nha. Đó, gần gần cái vùng Việt Nam hoặc là ngay trên Việt Nam thì có cái núi lửa nào nguy hiểm không? Và nó như thế nào rồi? Và lần hoạt động gần nhất của nó là như thế nào? Đó, các bạn biết bình luận phía dưới nha. Ok, tiếp tục. Chương 16, hành tinh đơn độc. Nó là một sinh vật không hề đơn giản. Trong khắp vũ trụ, theo những gì chúng ta biết cho tới nay, duy nhất có một nơi, một tiền đồn trên dải ngân hà là có thể chứa chấp sự sống, dù có phần khá miễn cưỡng, đó chính là trái đất. Này là theo những gì chúng ta biết nha. Trên dải ngân hà là cái dải thiên hà mà có cái có hệ mặt trời chúng ta thì gọi là ngân hà Milky Way, chứ không thì gọi là galaxy, là thiên hà ha. Thì nhưng mà mình không nghĩ là có mỗi trái đất là có sự sống, tại vì như vậy thì gọi là tôn sùng trái đất quá. Trong dải ngân hà là có hàng tỷ những cái hệ mặt trời mà, tại sao chỉ có mỗi trái đất là có sự sống được, đúng không? Từ đấy có các rãnh sâu nhất dưới đại dương cho tới những đỉnh núi cao nhất nơi tất cả sự sống diễn ra, chỉ là một khu vực có độ dày chừng 20 km, không là gì khi so sánh với sự bao la của vũ trụ. Đáy của rãnh sâu nhất dưới đáy đại dương cho tới những đỉnh núi cao nhất nơi sự sống diễn ra, chỉ là khu vực có độ dày 20 km thôi các bạn, nhỏ xíu thôi à. Không, nếu mà chúng ta đi chiều ngang á thì thấy 20 km là rất ít ha, đi bộ cũng tới, nhưng mà nếu đi theo chiều dọc thì 20 km là rất nhiều luôn. Ủa khoan, à đúng rồi, 20 km là rất nhiều đó. Như nãy mình nói là ngọn Phan Xi Păng á chỉ cao có 3.000 mấy, là 3 cây số mấy thôi. 3 cây số mấy là tính từ mực nước biển nha, chứ tính còn từ chỗ mà ở trên núi sẵn leo lên rồi thì không tới, nhưng mà leo nhiều khi là cả ngày trời mới lên tới được các bạn. Đó là đi một đường thẳng á, đi đường dễ á, đi đường khó là phải mấy ngày trời mới lên tới được, đó là chỉ có vài km thôi. Thì cái này mình cứ tưởng là phải nhiều lắm chứ. Như vậy là cái độ sâu mà sâu nhất của đáy đại dương lên tới cái đỉnh núi cao nhất thì chỉ có chừng khoảng 20 km thôi các bạn. Rất nhỏ nhoi ha, rất nhỏ nhoi so với kích thước trái đất. Đối với con người, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn, vì dường như chúng ta thuộc nhóm sinh vật 400 triệu năm trước đã ra một quyết định nhanh chóng và liều lĩnh, ra khỏi biển để sống trên đất liền dựa vào khí oxy. Từ đó, theo một ước đoán, không dưới 99,5% toàn bộ không gian có thể cư trú của thế giới tính theo khối lượng về cơ bản đã nằm ngoài giới hạn sinh sống đối với chúng ta. 99,5% là không phải để cho chúng ta sống. Chúng ta không thể thở dưới nước bởi không chịu nổi áp suất, do nước nặng hơn không khí gấp 1.300 lần. Áp suất sẽ tăng lên nhanh chóng khi bạn xuống sâu, khoảng 1 atmosphere mỗi 10 mét. Trên mặt đất, nếu bạn lên tới đỉnh của một công trình cao 150 mét, chẳng hạn như là Thánh đường Cologne hay là Đài tưởng niệm Washington, sự thay đổi áp suất nhỏ đến mức không thể phân biệt. Tuy nhiên, cùng độ sâu đó ở dưới nước, các mạch máu của bạn sẽ vỡ tung và phổi của bạn sẽ bị nén xuống bằng kích thước của một lon coca. Đáng ngạc nhiên là trong môn thể thao lặn tự do, có những người tình nguyện lặn xuống độ sâu này mà không cần máy thở. Rõ ràng, trải nghiệm tình trạng các cơ quan nội tạng bị biến dạng là một kiểu kích thích
Cho dù có lẽ không thể phấn khích bằng việc chúng trở lại kích thước bình thường sau khi lên bờ. Tuy nhiên, để đạt tới những độ sâu này, thợ lặn cần được kéo xuống rất nhanh bằng vật nặng. Nếu không có sự hỗ trợ, thì độ sâu lớn nhất mà con người từng xuống, đến và trở về kể lại là 72m. Kỳ tích do một người Ý tên là Umberto Belisari thực hiện. Năm 1992, Umberto đã lặn xuống độ sâu này, nán lại trong tích tắc rồi trồi lên mặt nước. Trên mặt đất, 72m là chưa bằng chiều dài của một sân bóng đá. Bởi thế, dù dùng những lời lẽ hoa mỹ nhất, con người cũng không thể tự tin nói là mình chinh phục được vực thẳm. Tất nhiên, các sinh vật khác đã tìm cách đối phó với áp suất, cho dù chúng làm được việc đó thật bí ẩn. Điểm sâu nhất dưới đại dương là rãnh Mariana ở Thái Bình Dương, tại đây, với độ sâu khoảng 11,3m. 11,3m hả? Mình nghĩ là 11,3km chứ. Tại đây với độ sâu khoảng 11,3m, mình nghĩ sai các bạn, 11,3km chứ. Tại đây với mình cứ đọc nguyên sách ghi nha. Tại đây với độ sâu khoảng 11,3m, áp suất lên đến 16.000 pound trên mỗi inch. Chúng ta mới tìm cách đưa con người xuống nơi này một lần bằng tàu lặn kiên cố trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng đây lại là lãnh địa của amphipod, một loài giáp xác giống tôm nhưng mà trong suốt, có khả năng tồn tại mà không cần bất cứ sự bảo hộ nào. Phần đại dương còn lại dĩ nhiên nông hơn thế nhiều, nhưng với độ sâu trung bình là 4km, áp suất tương đương với bị 14 chiếc xe tải chở đầy xi măng chẹn qua. Gần như tất cả mọi người, kể cả các tác giả của một số cuốn sách hải dương học nổi tiếng, đều cho rằng cơ thể con người sẽ bị nghiền nát dưới áp lực khổng lồ của biển sâu. Sự thật lại không phải vậy, vì cơ thể con người chủ yếu là nước, mà nước thì gần như không thể bị nén. Theo lời của Frances Arcroft tại Đại học Oxford, do đó, nó sẽ có áp suất bằng môi trường nước xung quanh và không bị nghiền nát khi xuống quá sâu. Chính các loại khí trong cơ thể bạn, nhất là hai lá phổi, sẽ gây ra rắc rối. Chúng sẽ bị nén, nhưng đến mức nào có thể gây tử vong thì vẫn chưa rõ. Cho đến gần đây, người ta vẫn cho rằng bất cứ ai lặn sâu khoảng 100m sẽ chết một cách đau đớn vì hai lá phổi của anh sẽ nổ tung hoặc là lồng ngực bị vỡ. Nhưng mà các vận động viên lặn tự do đã liên tục cho thấy điều ngược lại. Dường như, vẫn như Ascrop nói, con người giống như cá voi và cá heo hơn chúng ta nghĩ. Xong, nhiều thứ khác có thể gây nhầm lẫn. Vào thời đồ lặn, loại được nối với mặt nước bởi các vòi dài mới ra đời, các thợ lặn đôi khi gặp phải một hiện tượng đáng sợ được gọi là sự ép. Hiện tượng này xảy ra khi các máy bơm trên mặt nước gặp trục trặc, dẫn tới hiện tượng giảm áp suất cực lớn trong bộ đồ lặn. Không khí thoát ra mạnh đến mức người thợ lặn bất hạnh sẽ bị hút chặt vào chiếc mũ bảo hiểm và ống thở. Khi được kéo lên, những gì còn lại trong bộ đồ lặn chỉ là xương và một vài mảnh thịt tơi tả của anh ta. Trời, áp suất ghê quá các bạn. Nhà sinh vật học GBS Handen đã viết như vậy vào năm 1947 và nói thêm với những người còn hoài nghi rằng đây là sự thật. Điều đáng nói là chiếc mũ dành cho thợ lặn đầu tiên được một người Anh là Charles Dean thiết kế vào năm 1823 thực chất không dành cho việc lặn mà là cứu hỏa. Ban đầu nó được gọi là mũ chống khói, nhưng vì làm từ kim loại nên nó rất nóng và cồng kềnh. Dean sớm nhận ra rằng lính cứu hỏa không hề muốn đội một thứ như thế này khi lao vào các tòa nhà đang cháy, nhất là nó sẽ nóng lên như chiếc ấm đun nước khiến họ trở nên vụng về. Để vớt vát công sức đầu tư vào chiếc mũ, Dean đã thử cho nó dưới nước và nhận thấy nó thật lý tưởng cho công việc cứu hộ. Tuy nhiên, nỗi kinh hoàng thực sự là độ sâu lại là sự bẻ cong. Không phải vì nó gây khó chịu nhất. Dù đúng là như vậy, mà bởi nó có khả năng xảy ra nhất. Không khí mà chúng ta hít thở chứa 80% khí nitơ. Dưới áp suất cao, nitơ chuyển hóa thành các bong bóng nhỏ xâm nhập vào máu và các tế bào. Khi áp suất thay đổi quá nhanh, như là khi một thợ lặn trồi lên quá nhanh, các bong bóng này sẽ nổ đúng như một chai champagne mới mở, gây tắc nghẽn các mạch máu nhỏ, khiến cho oxy không tới được các tế bào và gây ra cơn đau khủng khiếp đến mức khiến người ta công gặp người vì đau đớn. Vì thế, nó được gọi là sự bẻ cong. Nãy giờ nghe cái chữ sự bẻ cong không hiểu là gì ha. Thì đây là cái hiện tượng mà rất là nguy hiểm khi mà những cái thợ lặn á. Cái hiện tượng này thì chắc là mọi người cũng hay nghe trên báo đài nhiều rồi ha. Lặn sâu xuống mà trồi lên mà không biết cách á.
là có thể gây nguy hiểm chết người á. Mà cái từ ngữ sự bẻ cong này nghe lạ quá, mình nhớ nó đâu phải là thuật ngữ sự bẻ cong đâu, nghe nó kỳ kỳ, không biết tên tiếng Anh là gì ha. Sự bẻ cong được xem là một rủi ro nghề nghiệp đối với những phu mò ngọc trai và ngọc và bọt biển từ thời xa xưa, nhưng nó không thu hút nhiều sự chú ý ở phương Tây cho đến tận thế kỷ 19. Khi đó, hiện tượng này lại do những người không hề dầm mình dưới nước, hay ít ra là không ướt hẳn và ít khi ướt quá mắt cá chân chú ý tới. Họ là các công nhân ngồi thùng lặn, một loại thùng khô kín được đặt xuống đáy sông để hỗ trợ việc xây dựng trụ cầu. Chúng được bơm đầy khí nén, và khi các công nhân trở nên sau một khoảng thời gian dài làm việc với áp suất nhân tạo này, họ thường bị các triệu chứng rát dưới da nhẹ. Một số ít người có cơn đau kéo dài hơn ở các khớp, đôi khi họ đổ sụp xuống vì đau đớn, thậm chí là không còn tỉnh lại nữa. Không bao giờ tỉnh lại nữa. Một điều rất khó lý giải, một số công nhân khi đi ngủ vẫn thấy bình thường, nhưng lúc tỉnh dậy thì họ bị tê liệt toàn thân, đôi khi họ không bao giờ thức giấc. Ashcroft liên tưởng tới câu chuyện về các giám sát của một đường hầm mới ở dưới sông Thames. Họ đã tổ chức tiệc mừng khi mà đường hầm này gần hoàn tất. Trước sự kinh ngạc của họ, rượu champagne không nổ sau khi nút chai bật ra vì không khí trong hầm bị nén. Tuy nhiên, vào buổi tối ngay khi họ trở về London, các bong bóng đã vỡ và phát ra tiếng nổ, khiến cho quá trình tiêu hóa trở nên vô cùng sống động. Chưa tưởng tượng được cái hiện tượng này là như thế nào các bạn ha. Nghĩa là uống vô mà không thấy bọt khí nó nở, nhưng mà ra môi trường khác thì bắt đầu những cái bọt ga, giống như các bạn uống coca có bọt ga á, nhưng mà trong môi trường áp suất này thì bọt ga nó nằm yên, nó không nổ ha. Nhưng mà đi ra khỏi môi trường này thì bắt đầu ra ga, nó xì ga ra ha. Mình tưởng tượng như vậy mà không biết phải không. Ngoài việc tránh các môi trường có áp suất cao, chỉ có hai cách khá thành công giúp chống lại sự bẻ cong. Cách thứ nhất là chịu sự thay đổi áp suất chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Đây là nguyên nhân mà các vận động viên lặn tự do tôi đề cập ở trên xuống tới độ sâu 150m mà không bị ảnh hưởng. Họ không ở dưới đó đủ lâu để nitơ trong cơ thể hòa tan vào các mô. Cách thứ hai là phải ngoi lên dần dần một cách thận trọng. Điều này cho phép các bong bóng khí nitơ tiêu tan và trở nên vô hại. Phần lớn những gì chúng ta biết về sự sinh tồn tại các điểm cực hạn là nhờ cha con nhà khoa học John Scott và GBS Handel. Xét theo những tiêu chuẩn khắt khe của giới trí thức Anh, cha con nhà Handel là cực kỳ lập dị. Handel's cha sinh năm 1860 trong một gia đình quý tộc Scotland, anh trai là Viscount Handel, song đã dành hầu hết sự nghiệp tương đối khiêm tốn của mình trong vai trò một giáo sư sinh lý học tại Oxford. Ông nổi tiếng là người đản trí. Có lần, sau khi vợ bảo ông lên gác thay đồ cho bữa tiệc tối, ông đã quên trở lại và người ta phát hiện ông đang say giấc trên giường trong bộ pyjama. Khi được đánh thức, Handel giải thích rằng khi cởi quần áo, ông tưởng rằng đã đến giờ đi ngủ. Ông từng lên ý tưởng cho một kỳ nghỉ ở Cornwall để nghiên cứu dung móc ký sinh trên các thợ mỏ. Tiểu thuyết gia Aldous Huxley, cháu của T.S. Huxley, người từng sống với gia đình Handel một thời gian, đã chế giễu ông không thương tiếc qua hình ảnh nhà khoa học Edward Tantamount trong cuốn tiểu thuyết Point Counterpoint, tạm dịch là điểm đối điểm. Món quà của Handel dành cho môn lặn là tính ra thời gian nghỉ cần thiết khi trồi lên từ dưới nước để tránh hiện tượng bẻ cong, và niềm đam mê của ông trải rộng khắp bộ môn sinh lý học, từ việc nghiên cứu bệnh say độ cao ở những người leo núi cho tới vấn đề say nắng trên sa mạc. Ông đặc biệt quan tâm tới tác động của các loại khí độc lên cơ thể con người. Để hiểu rõ hơn cách thức carbon monoxide rò rỉ cướp đi sinh mạng của các thợ mỏ, ông đã tự độc mình bằng một cách có phương pháp, tự lấy máu mình và đo đạc các mẫu máu một cách thận trọng khi tiến hành thí nghiệm. Ông chỉ dừng lại khi gần như không thể kiểm soát nổi các cơ và độ bão hòa của máu đã lên tới 56%, một mức mà Trevor Norton đã viết trong cuốn sách thú vị về môn lặn Star Beneath the Sea, tạm dịch là các vì sao dưới biển, chỉ cách cái chết trong gang tấc. Hồi đó những nhà khoa học cũng rất là ghê ha, giống như là những nhà hóa học á, khoa học mà về hóa học á, họ thường nếm những cái chất họ phát hiện ra, họ nếm coi nó như thế nào, tại lúc đó là họ không biết nó có hại hay không đó, xong rồi cũng rất nhiều người chết. Rồi thậm chí những ngành khoa học mà đi dòm sao đi này nọ cũng phải gọi là mạo hiểm đi qua vùng này vùng kia mới có sao ha, tốn mấy năm trời mà nhiều khi chả có kết quả gì cả đó. Như phần trước là đã có một cái
một cái nhà khoa học gọi là rất xui xẻo luôn, tốn 10 năm trời để đi tới cái điểm đó, để nhìn được cái ngôi sao đó. Đó, nhưng mà tới chừng mà nhìn được cái hiện tượng đó thì coi như mây che hết rồi, không thấy gì hết, và quay trở về nhà. Lúc đó mọi người đã tưởng ông chết rồi ha. Đó, thì chúng ta phải gọi là trân trọng những gì chúng ta đang có bây giờ là nhờ rất nhiều sự hy sinh ha. Khoa học là rất là hồi xưa, bây giờ thì đỡ, an toàn lao động ok hơn rồi, nhưng hồi xưa làm khoa học cũng rất là nguy hiểm ha, cũng rất nhiều người hy sinh thì chúng ta mới có được cái kiến thức bây giờ. Hiền chia sẻ chỗ ghềnh đá đĩa cũng hình thành do núi lửa, đảo Lý Sơn cũng do núi lửa. À ok Hiền ơi, Hiền chia cái chỗ ghềnh đá đĩa, mình thấy cái bề mặt đá rất kỳ lạ mà không giải thích được. Không biết là có ai giải thích chưa, nhưng mà mình gọi là mình không hiểu được ha. Đá mà nó trồi lên thì nó trồi lên cục thôi chứ. Còn cái ghềnh đá đĩa ở Phú Yên á, là nó giống như là người ta đục đẽo nó ra vậy đó. Đó, nhưng mà không phải đục đẽo, tự nhiên nó vậy, mà không biết tại sao. Đảo Lý Sơn mình cũng có đi rồi, đảo Lý Sơn thì do núi lửa. Ok Hiền ơi, việc chia sẻ Việt Nam không có núi lửa tại vì không nằm trên hoặc gần vành đai giữa các mảng kiến tạo. Ok Việt, mình nghĩ cũng có thể ha, nhưng mà mình nghĩ là có rất nhiều núi lửa, đâu có phải là nằm trên mảng kiến tạo đâu. Tại vì núi lửa và mảng kiến tạo là nó khác nhau nha. Mảng kiến tạo là có những mảng lục địa lớn mà nó bị nứt ra, nó gọi là nó di chuyển. Còn núi lửa là do hoạt động địa chất ở trong nó đẩy, như là trên da bạn có cục mụn á, tự nhiên nó nổi lên vậy đó. Mà đâu biết nổi đâu, tự nhiên ngày đẹp trời nó thấy chỗ nào hứng thì nó nổi lên thôi. Đó, thì mình nghĩ núi lửa cũng giống vậy ha. Ở dưới nó hoạt động, ngày đẹp trời tự nhiên có chỗ nào nó thích thì nó nổi lên thôi, không dự đoán được. Tân kia 20 km đi bộ theo dân gian nữa là đi phọt. Ok Tân ơi, đây Tân nói là kỷ lục lặn 120 m đó, đúng rồi, lúc nãy có ông người Ý đó. Steven chia sẻ sự bẻ cong, tiếng Anh là the bend. À ok, the bend dịch nghe lạ các bạn, sự bẻ cong. Hi, chào Bảo Nguyên nha. Tiếp tục. Món quà của Handel dành cho cái phần này đọc rồi. Jack, con trai của Handel, được mọi người biết đến qua cái tên GBS, là một thần đồng thực thụ, người đã kế thừa đam mê của cha ngay từ nhỏ. Khi cậu mới lên 3, người ta đã nghe lỏm được Jack đã cấu kỉnh vặn vẹo cha mình. Nhưng đó là oxy hemoglobin hay là carbon oxy hemoglobin mới được chứ. Từ nhỏ, cậu đã giúp cha tiến hành thí nghiệm. Khi là thiếu niên, hai cha con thường xuyên thử nghiệm các loại khí và mặt nạ khí cùng nhau, hết người này đến người kia thử xem họ có thể chịu được bao lâu trước khi bất tỉnh. Này là hai cha con này chắc là hai người đầu tiên chơi đồ các bạn. Dù GBS Handel không có bất cứ bằng cấp nào về khoa học mà chỉ nghiên cứu trường phái cổ điển ở Oxford, nhưng ông là một nhà khoa học xuất chúng, chủ yếu làm việc cho chính phủ tại Cambridge. Peter Medawar, nhà sinh vật học, đã dành trọn cuộc đời bên cạnh các đỉnh Olympia trí tuệ, đã gọi ông là người đàn ông thông minh nhất tôi từng biết. Huxley cũng chế giễu Handel con trong cuốn tiểu thuyết Antique Haze, tạm dịch những trò hề, nhưng vẫn sử dụng các ý tưởng của ông về việc tác động vào gen người để làm cơ sở viết cuốn Brave New World. Trong số nhiều thành tựu, Handel đóng vai trò trung tâm trong việc kết hợp các nguyên lý về tiến hóa của Darwin với các nghiên cứu về di truyền của George Mendel để cho ra đời thuyết được các nhà di truyền học gọi là tổng hợp hiện đại. Chắc Handel con thực sự quá đặc biệt so với đồng loại khi cho rằng Thế chiến thứ nhất là một trải nghiệm tuyệt vời và thản nhiên thừa nhận rằng mình rất thích có cơ hội được giết người như thế. Ông bị thương hai lần sau chiến tranh, ông trở thành một người truyền bá khoa học thành công và đã viết tới 23 cuốn sách cùng hàng trăm bài báo khoa học khác. Những tác phẩm của ông tới nay vẫn có giá trị tham khảo dù không hề dễ tìm. Ông trở thành một người theo chủ nghĩa Mác nhiệt thành, không vô lý khi người ta cho rằng điều này xuất phát từ những bản năng hoàn toàn trái ngược. Và nếu
sinh ra ở Liên Xô, rất có thể ông đã trở thành một nhà chuyên chế. Dù thế nào, đa số các bài báo của ông đều xuất hiện đầu tiên trên tạp chí Cộng sản Daily Worker. Trong khi niềm đam mê lớn của Handel cha là chất độc và những người thợ mỏ, thì Handel lại bị ám ảnh với việc phải cứu các thủy thủ và thợ lặn khỏi di chứng không hề dễ chịu do chính công việc họ gây ra. Nhờ ngân sách hải quan, ông đã xây dựng một buồng nén mà ông gọi là nồi áp suất. Đây là một khối trụ kim loại có thể chứa được 3 người cùng lúc, sau đó bịt kín và tiến hành nhiều thí nghiệm khác nhau, tất cả đều đau đớn và nguy hiểm. Các tình nguyện viên có thể được yêu cầu ngồi trên nước đá trong khi hít thở không khí khác thường, hoặc chịu đựng sự thay đổi áp suất đột ngột. Trong một thí nghiệm, chính Handel đã thử nghiệm một động tác ngoi lên vội vã để xem điều gì đã xảy ra. Hậu quả là lớp bọc răng của ông đã phát nổ. Ghê vậy các bạn. Lớp bọc răng mà phát nổ. Lớp bọc răng là chất rắn mà. Hầu như mọi nghiên cứu, Norton viết, đều kết thúc với việc ai đó bị váng đầu, chảy máu hoặc nôn mửa. Buồng nén này hoàn toàn cách âm nên cách duy nhất để các tình nguyện viên thể hiện sự lo lắng hay căng thẳng là gõ liên tiếp vào thành buồng hoặc ra hiệu qua một cửa sổ nhỏ. Một lần khác, trong lúc tự đầu độc mình với lượng oxy tăng dần, Handel đã bị đau nghiêm trọng đến mức tổn thương vài đốt sống. Vỡ phổi là một hiểm họa thường trực, thủng màng nhĩ cũng là một điều thường gặp. Nhưng Handel tuyên bố trong các bài viết của mình, màng nhĩ thường sẽ tự lành và nếu vẫn còn lỗ ở đó, dù có hơi điếc, một người có thể thổi khói thuốc lá ra đằng tai và đây là một tài lẻ đối với xã hội. Ghê quá các bạn, nghe ghê quá ha. À, cái việc thổi thuốc ra bằng tai mình thấy nghe kỹ vậy. Không lẽ, à đúng rồi, tai mũi họng vậy là nó có thông với nhau hết ha. Vậy là nhiều khi là thổi thuốc ra bằng tai là người đó nó giữa mũi và tai có thể là họ tìm được cách để nó thông với nhau. Mà mình thấy nó hơi ghê ha. Điều bất thường ở đây không phải là chuyện Handel sẵn sàng đối mặt với những rủi ro trong quá trình nghiên cứu của mình, mà là việc ông không ngần ngại mời đồng nghiệp và người thân leo vào trong buồng. Khi làm thí nghiệm lặn xuống, vợ ông đã trải qua cơn đau suốt 13 phút. Cuối cùng, khi cô ngừng nhảy tưng tưng trên sàn, cô được vật dậy và đưa về nhà để nấu bữa tối. Handel vui mời tận dụng bất cứ ai bên cạnh, trong đó có một lần đáng nhớ với Juan Negrin, cựu thủ tướng Tây Ban Nha. Tiến sĩ Negrin về sau phàn nàn rằng ông thấy hơi ngứa và có một cảm giác lạ lùng trên môi, nhưng dù sao ông cũng đã thoát ra mà không hề hứng gì. Ông có thể tự xem mình là người may mắn. Một thí nghiệm tương tự về sự thiếu oxy đã khiến cho Handel mất cảm giác ở mông và phần cột sống bên dưới trong suốt 6 năm. Suốt 6 năm các bạn. Đúng là hồi xưa mấy nhà khoa học chơi liều thiệt á. Nhiễm độc nitơ là một trong số nhiều mối quan tâm cụ thể của Handel. Vì lý do chưa rõ, dưới độ sâu khoảng 30m, nitơ trở thành một chất cực độc. Dưới tác động của nó, người ta từng thấy các thợ lặn đưa ống thở cho các loài cá bơi ngang hoặc muốn nghỉ giải lao để hút thuốc. Vậy là kiểu như các thợ lặn bị hoang tưởng đúng không? Nó cũng gây ra những thay đổi tâm thần nghiêm trọng. Handel đã nhận thấy trong một thí nghiệm, người ta có cảm giác xen kẽ giữa trầm cảm và hứng khởi. Vừa mới cầu xin được giải thoát vì cảm thấy được sự khủng khiếp đẫm máu, thì chỉ một phút sau đã cười lớn và cố gắng tìm cách cản trở bài kiểm tra kỹ năng của đồng nghiệp. Để đo mức độ bị ảnh hưởng, một nhà khoa học phải bước vào buồng nén cùng với tình nguyện viên để thực hiện một vài phép đo toán học đơn giản. Nhưng chỉ sau vài phút, như Handel nhớ lại sau này, cả người kiểm tra lẫn người được kiểm tra đều bị nhiễm độc và thường quên nhấn nút trên đồng hồ bấm giờ hoặc quên ghi chú lại. Nguyên nhân của tình trạng này cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Người ta cho rằng nó có cùng cơ chế ngộ độc rượu, nhưng không ai biết chắc chắn điều gì đã gây ra tình trạng này, bởi không ai tỉnh táo hơn ai. Dù thế nào, nếu không cẩn thận một cách tối đa, con người sẽ rất dễ gặp rắc rối khi rời khỏi bề mặt trái đất. Điều này đưa chúng ta quay lại nhận định ở phần trước rằng trái đất không phải là một nơi dễ dàng dành cho mọi sinh vật, cho dù nó là nơi duy nhất. Trên phần nhỏ đủ khô của bề mặt hành tinh để chúng ta đứng, một phần lớn đến kinh ngạc lại quá nóng hoặc quá lạnh hay quá khô, quá dốc để con người có thể sử dụng. Phải thừa nhận rằng đây là một phần lỗi của chúng ta. Xét về khả năng thích nghi, con người gần như vô dụng đến ngạc nhiên. Giống như đa số các loài vật, con người không thích những nơi quá nóng và vì hay đổ mồ hôi nên rất dễ bị đột quỵ. Nhìn chung, chúng ta rất dễ tổn thương. Trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất, đi chân trần trên sa mạc và không có nước, chỉ sau tối đa 7-8 giờ đồng hồ, đa số chúng ta sẽ mê sảng và ngất đi. Có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Chúng ta cũng yếu đuối tương tự khi đối mặt với cái lạnh. Như tất cả các loài động vật có vú, con người có khả năng tạo ra nhiệt, nhưng do chúng ta gần như không có lông nên không thể giữ nhiệt. Ngay cả trong thời tiết khá mát mẻ, bạn vẫn đốt cháy gần một nửa lượng calo mỗi ngày chỉ đơn giản để giữ ấm cơ thể. Tất nhiên chúng ta có thể khắc phục sự yếu đuối này nhờ vào quần áo và nơi trú ẩn. Nhưng dù vậy, tỷ lệ trái đất nơi mà chúng ta sẵn sàng hoặc có thể sinh sống thực sự rất khiêm tốn, 12% tổng diện tích đất và chỉ 4% nếu so với tổng diện tích bề mặt, tính cả các đại dương. Nếu so sánh với hoàn cảnh sống ở bất cứ nơi nào được biết đến trong vũ trụ, điều kỳ diệu là tuy con người chỉ dùng một phần rất nhỏ hành tinh này, nhưng ít ra còn có một hành tinh để như vậy. Chỉ cần nhìn vào hệ mặt trời, hoặc gần hơn nữa là chính trái đất trong các giai đoạn lịch sử nhất định, bạn sẽ thấy rằng hầu như tất cả mọi nơi khắc nghiệt và ít phù hợp cho sự sống hơn hẳn tinh cầu nhiều nước xanh và dịu dàng này. Cho đến nay, các nhà khoa học vũ trụ chỉ mới phát hiện 250 hành tinh bên ngoài hệ mặt trời trong tổng số khoảng 10.000 tỷ hành tinh có thể tồn tại. Do đó, loài người không đủ thẩm quyền để nói điều này. Nhưng nếu bạn mong ước sống trong một hành tinh phù hợp cho sự sống, thì bạn thực sự may mắn vô cùng. Và sự sống càng hiện đại, bạn lại càng may mắn. Nhiều nhà quan sát đã đúc kết khoảng 2 tá đặc điểm đặc biệt may mắn mà trái đất đem lại cho chúng ta. Nhưng trong cuộc khảo sát ngắn này, chúng ta sẽ rút gọn lại với 4 điểm chính. 4 điểm chính, vì sao trái đất chúng ta lại có sự sống như bây giờ? Check comment cái tiếp tục nha. Ok, chưa có comment mới. Đây, 4 cái điểm mà tại sao trái đất có sự sống. Ở các cái hành tinh đó bạn, họ có một cái đường, mình quên cái tên gọi khoa học của nó là gì rồi, nhưng mà cái hành tinh phải nằm trong một cái khoảng gọi là cách xa mặt trời một khoảng cách nhất định và gần mặt trời một khoảng cách nhất định ha. Giống như mặt trời ở đây thì cái này là cái khoảng mà cái hành tinh đó có thể cho được sự sống. Thì người ta xác định coi là nhìn qua những cái hệ mặt trời, những cái ngôi sao khác á, và xác định xem là những cái ngôi sao đó, những cái hệ mặt trời đó nó có những bao nhiêu cái hành tinh nó nằm trong cái khoảng có thể có sự sống đó ha. Nghĩa là mình nghĩ cái này là một cái điểm gần mặt trời và một cái điểm xa mặt trời nhất định ha. Cho mặt trời là ở đây, thì giống như là từ cái khoảng này tới khoảng này, trong cái khoảng này nè là cái hành tinh đó có thể có sự sống ha. Người ta xác định như vậy. Thì cũng chưa tìm được nhiều đâu, 250 hành tinh thôi, nhưng mà trên lý thuyết thì phải là có hàng tỷ tỷ đúng không? Có rất nhiều. Đây, 4 điểm chính mà trái đất có sự sống như bây giờ. Thứ nhất là vị trí tuyệt vời. Điều gần như không tưởng là chúng ta cách đủ xa một ngôi sao lớn, vốn tỏa ra rất nhiều năng lượng nhưng không quá lớn để sớm lụi tắt. Trong vật lý, điều luôn gây tò mò là kích thước của một ngôi sao tỷ lệ nghịch với thời gian cháy của nó. Nếu mặt trời chúng ta lớn gấp 10 lần về khối lượng, nó hẳn đã tắt ngấm sau 10 triệu năm chứ không phải là 10 tỷ năm, và chúng ta chắc sẽ không có mặt ở đây. Quỹ đạo của trái đất cũng là một may mắn khác. Nếu quá gần mặt trời, mọi thứ sẽ bị hun đến bốc hơi, còn quá xa mặt trời, mọi thứ sẽ đóng băng. Vào năm 1978, nhà vật lý thiên văn Michael Hart đã tiến hành một số tính toán và kết luận rằng trái đất sẽ không có sự sống nếu nó cách xa mặt trời thêm 1% hoặc là đến gần mặt trời thêm 5% khoảng cách hiện tại. Kể từ đó, con số được tinh chỉnh lên một mức 5% gần hơn và 15% xa hơn được xem là kết quả chính xác về khu vực sống, khu vực tồn tại sự sống của chúng ta. Nhưng dù thế, đó vẫn là một vành đai hẹp. Để hình dung nó hẹp đến mức nào, bạn chỉ cần nhìn vào sao Kim. Hành tinh này chỉ gần mặt trời hơn 25 triệu dặm so với trái đất. Hơi ấm của mặt trời đến đây trước khi đến với chúng ta chỉ 2 phút. Về kích thước và cấu tạo, sao Kim rất giống trái đất, nhưng sự khác biệt nhỏ về khoảng cách vĩ đạo đã khiến cho mọi thứ khác hoàn toàn. Và những năm đầu tiên của hệ mặt trời, sao Kim có lẽ chỉ ấm hơn chút ít so với trái đất và từng có biển. Nhưng sự chênh lệch chút ít về nhiệt độ đồng nghĩa với việc sao Kim không thể giữ được nước trên bề mặt và kéo theo thảm họa khí hậu. Khi mà nước bốc hơi, các nguyên tử hydro sẽ thoát vào vũ trụ, còn các nguyên tử oxy sẽ kết hợp với carbon để tạo ra một bầu không khí dày đặc khí nhà kính. Sao Kim trở nên ngột ngạt. Cho dù những người thuộc thế hệ của tôi vẫn nhớ là đã có thời các nhà thiên văn học từng hy vọng bên dưới lớp mây đệm của sao Kim có thể tồn tại sự sống, thậm chí là một loại cây xanh nhiệt đới. Nhưng giờ chúng ta đã biết chắc rằng môi trường ở đây khắc nghiệt đến mức không thể tồn tại bất cứ dạng sống nào mà con người có thể tưởng tượng ra. Với nhiệt độ bề mặt lên tới 470 độ C,
Sao Kim là một lò thiêu đủ nóng để làm chảy cả chì và áp suất không khí trên bề mặt cao gấp 90 lần so với trái đất, vượt quá khả năng chịu đựng của bất cứ sinh vật nào. Công nghệ hiện nay chưa cho phép tạo ra những trang phục hoặc thậm chí là tàu vũ trụ để chúng ta có thể đặt chân lên sao Kim. Kiến thức của chúng ta về bề mặt sao Kim đều dựa trên hình ảnh radar tầm xa và tiếng kêu thất thanh của một tàu thăm dò không người lái Liên Xô phóng xuống vào năm 1972, nhưng chỉ hoạt động được 1 giờ trước khi vĩnh viễn tắt liệm. Đó là những gì? Chà, như vậy là cũng có tàu thăm dò đáp xuống sao Kim các bạn. Vào năm 1972, rất lâu về trước ha. Nhiều khi chúng ta cứ tưởng tượng đặt chân lên sao Hỏa này nọ, biết đâu sao Kim có sự sống thì sao. Chúng ta tưởng nó không có sự sống cũng chưa chắc là nó không có sự sống được ha. Đó là những gì sẽ xảy ra nếu sống gần mặt trời thêm 2 phút ánh sáng. Nếu cách xa hơn, vấn đề sẽ không phải là cái nóng nữa mà là cái lạnh. Sao Hỏa là một ví dụ điển hình. Hành tinh này cũng từng là một nơi thân thiện hơn, nhưng nó không thể duy trì được khí quyển mà biến thành một khối đá lạnh lẽo. Nhưng chỉ có khoảng cách phù hợp với mặt trời chưa phải là một câu chuyện, vì nếu không, mặt trăng cũng sẽ là một nơi xanh tươi và hạnh phúc, trong khi sự thật không phải thế. Để có được điều này, còn phải có loại hành tinh phù hợp. Đây là một cái yếu tố khác nữa nè. Loại hành tinh phù hợp. Không tin rằng có nhiều nhà địa vật lý khi được yêu cầu tính đến các yếu tố may mắn kể ra việc sống trên một hành tinh với phần lõi nóng chảy. Nhưng sự thật gần như chắc chắn sẽ là nếu thiếu đi số magma đang nguội... Mình đọc lộn rồi. Đọc lại nha. Không tin rằng có nhiều nhà địa vật lý khi được yêu cầu tính đến các yếu tố may mắn kể ra việc sống trên một hành tinh với phần lõi nóng chảy. Nhưng sự thật gần như chắc chắn là nếu thiếu đi số magma đang cuộn sóng ngay dưới chân mình, chúng ta sẽ không thể tồn tại. Bên cạnh nhiều yếu tố khác, phần bên trong sôi động này tạo ra các loại khí giúp hình thành nên khí quyển và cho chúng ta từ trường để chống lại bức xạ vũ trụ. Nó cũng cho chúng ta các mảng kiến tạo để liên tục xáo trộn và làm mới bề mặt trái đất. Nếu hành tinh này bằng phẳng tuyệt đối, nó sẽ được bao phủ trọn vẹn bằng một lớp nước dày lên đến 4 km. Có thể trên đại dương cô đơn đó vẫn tồn tại sự sống, nhưng chắc chắn sẽ không có mô bóng đá. Bên cạnh việc có phần lõi phù hợp, trái đất còn chứa đựng các nguyên tố theo tỷ lệ thích hợp. Theo nghĩa đen, nó được cấu tạo bởi đúng loại vật liệu cần thiết cho sự sống. Điều này có ý nghĩa quan trọng với sự tồn tại của chúng ta đến mức nó sẽ được đề cập sau đây ít phút. Nhưng trước hết ta cần xem lại hai nhân tố còn lại, bắt đầu với một điểm vốn thường bị bỏ qua. Điểm tiếp theo là chúng ta là một hành tinh đôi. Chúng ta là một hành tinh đôi. Ít người xem mặt trăng là một hành tinh đồng hành, song về mặt hiệu ứng thì đúng như vậy. Phobos và Deimos, hai vệ tinh của sao Hỏa, chỉ có đường kính khoảng 10 km, nhưng mặt trăng của chúng ta có đường kính lớn hơn 1/4 đường kính trái đất. Điều đó khiến cho trái đất trở thành hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có một vệ tinh với kích thước khá lớn so với chính nó, trừ sao Diêm Vương. Nhưng điều này không có mấy ý nghĩa vì bản thân sao Diêm Vương vốn rất nhỏ, và chính sự khác biệt này đã tạo ra chúng ta. Nếu thiếu tác động ổn định của mặt trăng, trái đất sẽ lắc lư như một con quay sắp chết, và chỉ có Chúa mới biết điều này sẽ kéo theo hậu quả gì về khí hậu và thời tiết. Lực hấp dẫn ổn định của mặt trăng giúp cho trái đất có tốc độ và góc quay chính xác để đem lại sự ổn định cần thiết cho quá trình hình thành và phát triển sự sống lâu dài. Tiếc là điều này không phải là mãi mãi. Mặt trăng đang trượt xa khỏi chúng ta với tốc độ 4 cm mỗi năm. Sau 2 tỷ năm nữa, nó sẽ quá xa và không còn giữ cho trái đất ổn định được nữa. Khi đó, con người sẽ phải có giải pháp khác. Nhưng mà ngay từ bây giờ, bạn nên bắt đầu nhìn nhận tầm quan trọng của mặt trăng nhiều hơn một vầng sáng đáng yêu trên bầu trời đêm. Suốt một thời gian dài, các nhà nghiên cứu thiên văn học cho rằng hoặc là mặt trăng và trái đất được hình thành cùng một lúc, hoặc là trái đất đã tóm được mặt trăng khi nó trôi đến gần. Nhưng giờ đây chúng ta biết rằng, như bạn đã học ở một chương khác, khoảng 4,4 tỷ năm trước, một vật thể có kích thước bằng sao Hỏa đã va vào trái đất, làm văng ra một lượng vật chất đủ để tạo ra mặt trăng từ các mảnh vụn. Đây rõ ràng là điều tốt cho chúng ta, nhất là khi nó xảy ra từ cách đây khá lâu. Nếu sự kiện này xảy ra vào năm 1896 hoặc là thứ tư tuần trước, hẳn là chúng ta sẽ không vui mừng như thế. Điều này đưa chúng ta đến nhân tố thứ tư, và xét trên nhiều khía cạnh, đó là nhân tố then chốt. Đây, nhân tố thứ tư, đúng thời điểm ha, đúng người đúng thời điểm, đúng hành tinh đúng thời điểm thì chúng ta mới sống được.
đúng thời điểm. Vũ trụ là một nơi sôi động và cực kỳ dễ thay đổi, vì thế sự tồn tại của chúng ta là một điều kỳ diệu. Nếu một chuỗi sự kiện dài và phức tạp ngoài sức tưởng tượng diễn ra trong khoảng 4,6 tỷ năm trở lại đây không diễn ra theo một cách nhất định tại những thời điểm nhất định, xin lấy một ví dụ hiển nhiên, nếu loài khủng long không bị quét sạch bởi một trận mưa sao băng, thì có thể giờ đây bạn chỉ có dài, bạn có thể dài vài cm có lông, đuôi và đang đọc mấy dòng này trong một hang động. Chúng ta không thực sự biết có đúng là sẽ như thế không, vì chúng ta không có gì khác để so sánh với sự tồn tại của chính mình. Nhưng rõ ràng là để cuối cùng trở thành một sinh vật xã hội tương đối tiến bộ như ngày nay, bạn phải là kết quả của một chuỗi thời kỳ tương đối ổn định, xen kẽ với một mức độ căng thẳng và thử thách vừa đủ. Kỷ băng hà có lẽ là đặc biệt hữu ích xét về mặt này, kèm theo sự vắng mặt của những thảm họa thực sự. Như bạn sẽ thấy trong phần còn lại của cuốn sách này, chúng ta thực sự may mắn khi có được địa vị này. Giờ thì hãy dành một chút thời gian để nói về các nguyên tố đã tạo ra con người. Ok, lúc nãy là các điều kiện để có sự sống, còn bây giờ là cái nguyên tố nào đã tạo ra con người ha. Check comment cái rồi tiếp tục. Hi, chào Đại Moon nha. Ok Đại Moon ơi, Hiền chia sẻ trước xem trên Netflix một chương trình gì đó về toán học giải thích về dạng đá như ở gần đá đĩa, là khí dung nham chảy ra gặp nước biển bị lạnh đột ngột làm cho đá nứt theo hình lục giác. Bởi hình lục giác là cấu trúc hình học vững chắc nhất, giống như là tổ ong vậy, hình lục giác vừa chắc chắn vừa tiết kiệm nguyên liệu hơn so với các hình khác. À ok Hiền ơi, cũng có lý. Thiên nhiên có những thứ rất đẹp đẽ mà chúng ta không tưởng tượng ra được ha. Không phải không tưởng tượng mà kiểu không ngờ được các bạn, không ngờ được á. Giống như là tuyết các bạn, tuyết á, tự nhiên là cái bông tuyết á, nó gặp một cái nhiệt độ nhất định, một cái điều kiện nhất định trên cái đường rơi của nó. Nó gặp một cái nhiệt độ nhất định thì nó sẽ có hình dáng khác nhau, và hình dáng tự động nó kết tinh, giống như là không nghĩ là tự nhiên nó như vậy mà nghĩ là giống như có ai vẽ nó ra như vậy, nhưng mà thực sự là do vật lý tạo ra cái hình thù nó như vậy. Thì có thể cái gần nó đĩa cũng như vậy luôn, nhìn cứ như là nhân tạo vậy đó, tại vì nó được cắt rất là, gọi là cắt rất là ngọt đó, không nghĩ là sự bào mòn của thiên nhiên lại cắt được như vậy. Thì có thể đó là một cái hiện tượng như là Hiền chia sẻ ha, hiện tượng kiểu như bất ngờ nó sẽ tạo ra cái hình dáng như vậy mà chúng ta hiếm khi thấy. Có 94 nguyên tố tự nhiên trên trái đất và khoảng 23% có 94 nguyên tố tự nhiên trên trái đất và khoảng 23 nguyên tố khác được tìm ra trong phòng thí nghiệm. Nhưng hãy xếp một phần trong số đó sang một bên, như chính các nhà hóa học vẫn thường làm. Khá nhiều nguyên tố hóa học tự nhiên không được con người biết đến. Chẳng hạn, Atastin trên thực tế không hề được nghiên cứu. Nó có tên và chỗ trên bảng tuần hoàn gần nguyên tố Boloni của Marie Curie, nhưng ngoài ra thì gần như không có gì khác. Vấn đề không phải là các nhà khoa học thờ ơ, mà vì sự khan hiếm của nó. Không có nhiều astatin trong tự nhiên. Nguyên tố khó tìm hiểu hơn có lẽ là fraxi. Nó hiếm đến mức người ta tin rằng trên cả hành tinh của chúng ta chỉ có không quá 20 nguyên tử fraxi. Như vậy làm sao biết nó có tồn tại ha? 20 nguyên tử là siêu nhỏ luôn, siêu ít luôn á. 1 cm không khí là có hàng tỷ cái nguyên tử rồi, đây chỉ có 20 nguyên tử thì tổng cộng chỉ có khoảng 30 nguyên tố tự nhiên thật sự dồi dào trên trái đất, và chỉ khoảng nửa tá trong số đó đóng vai trò trọng yếu đối với sự sống. Như bạn có thể dự đoán đúng, oxy là nguyên tố sẵn có nhất, chiếm khoảng 50% vỏ trái đất. Nhưng các vị trí kế tiếp theo mức độ dồi dào thì chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. Chẳng hạn, ít ai đoán được rằng silic là nguyên tố phổ biến thứ 2 trên trái đất và titan đứng thứ 10. Rất nhiều nguyên tố là thực chất lại dồi dào hơn các nguyên tố thông dụng. Chúng ta có nhiều ceri hơn đồng, nhiều neodymi hơn latan, hay là coban và hay là nitơ. Thiết không thuộc nhóm 50 nguyên tố phổ biến nhất, nó thua cả những nguyên tố ít ai biết đến như là praseodymi, samari, gadolini và dysprosy. Như vậy là còn rất nhiều những cái nguyên tố chờ chúng ta khai thác đó các bạn. Đó, chúng ta khai thác thiết không có nhiều, nhưng mà chúng ta tìm được cách sử dụng nó đó, nhờ vào các nhà hóa học họ nghiên cứu ra được cách sử dụng nó. Biết đâu là một ngày nào đó bạn nào nghe livestream có cảm hứng đi nghiên cứu những nguyên tố có rất nhiều nhưng mà chưa ứng dụng được đó, chế tạo ra những chất có thể ứng dụng được từ những nguyên tố đó ha.
này là hoàn toàn có thể nha, mình nghĩ là hoàn toàn có thể. Sự dồi dào không phải luôn có nghĩa là dễ tìm thấy. Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ tư trên trái đất, chiếm gần 1/10 mọi thứ dưới chân bàn. Nhưng sự tồn tại của nó thậm chí còn bị hoài nghi cho đến tận khi được Humphrey Davy phát hiện vào thế kỷ thứ 19. Và suốt một thời gian dài nó được xem là kim loại quý hiếm. Quốc hội đã đặt một lớp lót bằng nhôm sáng bóng trên đỉnh đài tưởng niệm Washington để biểu thị rằng nước Mỹ đã trở nên thịnh vượng và đẳng cấp. Còn hoàng gia Pháp cùng thời điểm đó đã bỏ bộ đồ ăn tối cấp nhà nước bằng bạc và thay bằng một bộ bằng nhôm. Đây hẳn là thời kỳ đỉnh cao của trào lưu này. Xưa nhôm đắt hơn bạc, quý hơn bạc các bạn ha. Tính dồi dào cũng không nhất định phải liên quan đến tầm quan trọng. Carbon là nguyên tố phổ biến thứ 15 và chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, 0,048% khối lượng vỏ trái đất. Nhưng loài người sẽ biến mất nếu không có nó. Điều khiến nguyên tử carbon trở nên thật quan trọng là tính hỗn tạp trơ trẽn của nó. Nó có thể bám vào nhiều nguyên tử khác, kể cả chính nó, giữ chặt để tạo thành chuỗi phân tử rất bền. Một trò chơi của tạo hóa cần thiết cho sự hình thành protein và ADN. Paul Davies đã viết, nếu không có carbon sẽ không có sự sống như chúng ta vẫn biết. Có lẽ bất cứ dạng sống nào cũng trở nên không tưởng. Thế mà carbon lại không hề dồi dào, thậm chí ngay trong chính con người, sinh vật phụ thuộc chặt chẽ vào nó. Cứ 200 nguyên tử trong cơ thể, có 126 nguyên tử hydro, 51 nguyên tử oxy và chỉ có 19 nguyên tử carbon. Ủa vậy còn những nguyên tử khác? Không có các bạn. Cơ thể chúng ta không có gì khác ngoài oxy, carbon và hydro hả? Chà, cái này mới biết luôn. Cứ 200 nguyên tử trong cơ thể thì 126 hydro nè, 51 oxy, 19 carbon. Cộng lại thì nó là... À, cộng lại thì mới có là... để coi coi, 70, 126, 196. Như vậy còn 4 nguyên tử khác nữa. Nhưng mà kiểu kiểu cơ thể chúng ta là toàn là hydro, carbon với oxy, những cái nguyên tử đó cấu thành lại thành những cái hợp chất khác nhau ha. Vẫn không biết đúng không, bạn nào biết chính xác hơn bình luận phía dưới giúp mình nha. Mình nghĩ phải còn nhiều thứ khác hơn đồng, kẽm, sắt này nọ, vitamin A, B, C, D, tùm lum hết thứ hết mà. Không lẽ những vitamin đó là được tạo thành những nguyên tử này luôn? Các nguyên tố khác đóng vai trò quan trọng không phải đối với việc hình thành mà là duy trì sự sống. Chúng ta cần sắt để sản xuất ra hemoglobin và thiếu chúng con người sẽ chết. Coban cần thiết để tạo ra vitamin B12. Kali và một lượng nhỏ natri rất cần cho hệ thần kinh. Mangan, moliden và vanadi giữ cho các enzyme trong cơ thể luôn năng động. Và may thay, kẽm giúp oxy hóa rượu. Chúng ta đã tiến hóa để sử dụng hoặc chịu được các nguyên tố này. Nếu không, chúng ta khó mà có mặt ở đây. Nhưng ngay cả thế thì chúng ta cũng chỉ sống được trong một khoảng cho phép. Selen rất cần cho chúng ta, nhưng nếu sử dụng nó hơi quá liều thì sẽ là điều cuối cùng bạn được làm trong đời. Mức độ mà các sinh vật cần hoặc có thể chịu được là kết quả của quá trình tiến hóa. Cừu và các loài gia súc có thể gặm cỏ cạnh nhau, nhưng thực chất chúng cần một lượng khoáng chất rất khác nhau. Các loài gia súc hiện đại cần rất nhiều đồng vì chúng vốn đã tiến hóa từ các vùng đất giàu đồng ở châu Âu và châu Phi. Đồng các bạn, đồng ở CU á. Trong khi đó, cừu lại tiến hóa ở những khu vực nghèo đồng ở Tiểu Á. Theo quy luật, không có gì đáng ngạc nhiên, khả năng chấp nhận các nguyên tố của chúng ta tỷ lệ thuận với sự sẵn có của chúng trên trái đất. Con người đã tiến hóa để có thể chấp nhận và trong một số trường hợp thật sự cần một lượng nhỏ các nguyên tố hiếm có trong da thịt và chất xơ mà chúng ta ăn. Nếu tăng liều lượng lên, đôi khi chỉ cần một lượng rất nhỏ, lập tức chúng ta sẽ vượt ngưỡng an toàn. Vấn đề này hầu như chưa được hiểu thấu đáo. Ví dụ, không ai biết liệu một lượng nhỏ thập tính là tốt cho sức khỏe hay không. Có người cho là có, người khác nghĩ rằng không. Điều chắc chắn là một lượng lớn nguyên tố này sẽ giết bạn. Tính chất của các nguyên tố còn gây tò mò hơn nữa khi kết hợp chúng với nhau. Chẳng hạn, oxy và hydro là hai nguyên tố thân thiện với sự cháy, nhưng khi kết hợp, chúng sẽ tạo thành nước, đương nhiên không thể cháy. À, đúng rồi. H2O nè. Oxy và hydro để riêng ra thì nó sẽ cháy, mà thành nước thì không thể cháy mà là dập tắt sự cháy ha. Kỳ lạ hơn là sự kết hợp của natri.
Một trong những nguyên tố kém ổn định nhất với clo, một trong những nguyên tố độc hại nhất là NaCl ha. Thả một nhúm natri tinh khiết vào nước nguyên chất, nó sẽ phát nổ đủ để sát thương. Clo thậm chí còn nguy hiểm hơn thế. Mặc dù với lượng nhỏ, nó có tác dụng diệt các loại vi khuẩn nhỏ, mùi bạn ngửi thấy trong thuốc tẩy chính là mùi clo, nhưng với lượng lớn hơn, nó trở thành chất độc chết người. Clo là nguyên tố được lựa chọn để chế tạo nhiều loại khí độc trong Thế chiến thứ nhất. Những vận động viên bơi lội bị đau mắt sẽ chứng minh cho bạn thấy dù cực kỳ loãng, clo cũng không được cơ thể chúng ta chấp nhận. Thế nhưng nếu bạn đặt hai nguyên tố này lại gần với nhau, bạn sẽ có natri clorua, muối ăn thông dụng. Đó, để riêng thì nó chất cực độc, nhưng mà đặt chung lại, nó kết hợp với nhau thì hai chất này sẽ là một chất có lợi ha. Natri clorua là muối ăn. Muối ăn nếu mà tách muối ra thành natri và clo thì nó sẽ rất độc. Nhìn chung, nếu một nguyên tố không tự tìm được đường vào các hệ thống cơ thể người một cách tự nhiên, chẳng hạn nếu nó không tan trong nước, chúng ta có xu hướng không chấp nhận nó. Chì gây độc vì chúng ta không bao giờ tiếp xúc với nguyên tố này cho đến tận khi chúng ta bắt đầu dùng nó làm thùng đựng thức ăn và ống dẫn nước. Không phải tình cờ, ký hiệu hóa học của chì là PP, xuất phát từ tiếng Latin là plumbum. Đây là từ gốc plumbing trong tiếng Anh hiện đại, nghĩa là nghề hàng chì. Người La Mã đã dùng chì để tăng hương vị cho rượu, có lẽ đây là một nguyên nhân khiến họ không còn hùng mạnh như xưa. Như chúng ta đã thấy ở đâu đó, khả năng chịu đựng của con người với chì, chưa kể là cadmi, thủy ngân và các loại chất độc công nghiệp khác mà chúng ta thường tự nạp vào cơ thể là rất thấp. Khi các nguyên tố không xuất hiện một cách tự nhiên trên trái đất, chúng ta không tiến hóa để chấp nhận chúng và chúng có xu hướng trở nên cực kỳ độc hại. Chẳng hạn như trường hợp của plutoni, khả năng hấp thụ plutoni của con người là bằng không. Ở mọi mức độ, nó đều khiến bạn nhắm mắt xuôi tay. Tôi đã đưa bạn qua một chặng đường dài để đi đến một kết luận nhỏ. Phần lớn nguyên nhân khiến trái đất có vẻ phù hợp một cách kỳ diệu đối với sự sống là vì chúng ta đã tiến hóa để thích nghi với hoàn cảnh của nó. Chúng ta thật ngạc nhiên không phải vì nó phù hợp cho sự sống, mà vì nó phù hợp cho sự sống của chúng ta. Và thật ra điều này không thực sự đáng ngạc nhiên. Có thể vì có nhiều thứ khiến trái đất trở nên lý tưởng trong mắt chúng ta. Mặt trời chuẩn xác, mặt trăng lẩm cẩm, carbon thân thiện, v.v. Sự lý tưởng đó đơn giản xuất phát từ việc con người sinh ra đã dựa dẫm vào chúng. Không ai có thể nói rõ được hết về những điều ấy. Các thế giới khác có thể hàm ơn những hồ thủy ngân ánh bạc và những đám mây ammoniac lang thang. Họ có thể vui mừng vì hành tinh của họ không lắc lư một cách ngớ ngẩn, hay vì các mảng địa chất không nghiến vào nhau và phun ra những đám magma lộn xộn trên mặt đất mà lại tồn tại trong trạng thái yên bình vĩnh viễn, phi kiến tạo. Bất cứ vị khách phương xa nào tới trái đất chắc chắn sẽ kinh ngạc khi thấy chúng ta sống trong bầu khí quyển chứa nitơ, một loại khí trơ không có mong muốn phản ứng với bất cứ thứ gì, và oxy, một loại khí thiên vị sự cháy đến mức cần có các trạm cứu hỏa đặt khắp nơi trong thành phố để bảo vệ chính chúng ta khỏi sự phản ứng nhạy bén của nó. Cho dù các du khách này là sinh vật hai chân thở bằng oxy, biết đi mua sắm và xem phim hành động, thật khó mà tưởng tượng rằng họ sẽ thấy môi trường trái đất là lý tưởng. Chúng ta thậm chí còn không thể mời họ ăn trưa vì thức ăn của chúng ta sẽ chứa mangan, selen, kẽm và các nguyên tố khác, mà ít nhất một vài loại trong số đó sẽ khiến cho họ ngộ độc. Với họ, trái đất có lẽ chẳng có gì là một nơi thân thiện bẩm sinh. Đó, như vậy theo cái lý thuyết chúng ta tiến hóa để thích nghi với những cái hợp chất có trên trái đất, thì những hành tinh khác chúng ta cho rằng không có sự sống, nhưng mà điều đó không hẳn là đúng. Tại vì nếu như ở những hành tinh đó sự sống tiến hóa theo những cái chất đang có trong cái môi trường ở hành tinh đó, chẳng hạn ta nói ở mấy trăm độ thì không có sự sống, nhưng biết đâu được có thì sao, và sự sống ở đó thích nghi với mấy trăm độ đó, hoặc là áp suất ở chỗ đó cao hơn, không có sự sống nhưng mà biết đâu có những sinh vật nó thích nghi được với áp suất đó, nó sống được ở đó thì sao đó. Như vậy là những cái mà chúng ta cho rằng là hành tinh này có sự sống, hành tinh kia có sự sống á, có thể có sự sống là giả thuyết dựa trên những cái điều kiện mà chúng ta đang có sự sống như bây giờ thôi. Nhưng biết đâu sự sống của họ hoàn toàn khác với cái sự sống mà chúng ta đang trải nghiệm bây giờ thì sao, đúng không? Bạn thấy nội sự tiến hóa trên trái đất này nó đã đem ra biết bao nhiêu loài vật, biết bao nhiêu hình dáng khác nhau, mà chúng ta cứ tưởng tượng là người ngoài hành tinh thì cũng phải có hai tay, hai chân như chúng ta, cũng phải có cái đầu đó, hoặc là nếu mà dị dạng lắm thì cũng phải như một con gì đó, nó có đầu, có tay, có chân là nó đi được. Nhưng mà biết đâu tiến hóa thành
con chim thì sao, hay là giống như ông bướm thì sao? Đấy, các bạn tưởng tượng ở đó tiến hóa là con bướm có trí thông minh như là loài người, hoặc thậm chí hơn loài người chúng ta thì sao? Đó, đâu nhất thiết phải giống như mấy bộ phim là cũng phải có hai tay hai chân, nhìn thì nó có dị hợm xíu nhưng mà cơ bản là giống con người. Nhưng mà điều đó hoàn toàn có thể gọi là trái ngược, biết đâu họ giống như là họ tiến hóa theo kiểu một cái vũng nước, một cái vũng bùn lầy nhưng mà có sự thông minh ở trong đó thì sao? Đó, cũng có thể xảy ra vậy. Nhà vật lý Richard Feynman từng nói đùa về cách người ta đưa ra kết luận kiểu nhìn ngược lại, lập luận từ các dữ liệu đã biết để lần ngược lại nguyên nhân. Bạn biết đấy, điều kỳ lạ nhất đã xảy ra với tôi tối nay. Ông sẽ nói vậy. Tôi đã thấy một chiếc xe hơi mang biển số ARW357. Bạn có thể tưởng tượng được không? Trong số hàng triệu biển số xe trên đất nước này, liệu tôi có bao nhiêu cơ hội nhìn thấy một biển số đặc biệt như thế vào tối nay? Thật đáng kinh ngạc. Tất nhiên điều ông muốn nói là một tình huống tầm thường nào đó cũng rất dễ trở thành phi thường nếu bạn xem nó là định mệnh. Vì vậy, có thể tất cả mọi sự kiện và điều kiện dẫn tới sự hình thành sự sống trên trái đất không đến mức quá phi thường như chúng ta nghĩ. Tuy nhiên, chúng đủ phi thường và chắc chắn vẫn là như vậy cho đến khi con người tìm được một nơi nào đó tốt hơn. À, rồi các bạn, hai chương này thấy hơi dài, chắc là mình sẽ không đọc cái chương thứ ba đâu, tại vì đọc chương thứ ba thì mình sợ nó trễ quá, với lại giọng của mình bắt đầu gọi là khàn khàn rồi đó, bắt đầu thấy kiểu giọng mình yếu á các bạn, đọc nhiều là thấy nó giống như mất giọng á, bị viêm họng á, nên chắc là tạm dừng tại đây. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận phía dưới, mình đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Chắc hôm nay sẽ không kịp để livestream 3 phần như là mình đã dự định. Trọng Nhân chia sẻ Sam nghe giống CD10. CD10 là gì Trọng Nhân ơi? CD10 là gì mình không hiểu. Môn học ở lớp 10 hả? Môn học địa lý lớp 10 hả? Ok các bạn ơi, nếu có muốn bình luận gì bình luận phía dưới nha. Hiền chia sẻ là hình như Liên Xô đã phóng tàu lên sao Kim và có chụp ảnh từ lâu rồi thì phải. Đúng rồi, hồi nãy có một cái phần mà có đề cập tới đây nè Hiền, là vào năm 1970 thì phải, theo mình nhớ là đây nè, 1972 là cái tàu á, là nó chìm vào sao Kim luôn, rồi nó tắc nghiệm luôn, là không chỉ phóng lên mà phóng vào trong sao Kim luôn ha, cho cái tàu đó, nó tàu không người lái á, nó vào trong hành tinh sao Kim luôn, rồi xong rồi nó mất tiêu luôn, không phát tín hiệu nữa, chắc là vô trọng rồi nó bị phá hủy ha. Nhưng mà không biết hình ảnh sao Kim như thế nào ha, để chúng ta cùng nhau Google coi. Chúng ta đó giờ cứ thấy tìm hiểu về sao Hỏa là nhiều mà không tìm hiểu về sao Thủy thì chắc gần mặt trời quá không tới được, nóng quá. Sao Kim thì cũng gần gần chúng ta mà. Đầu tiên là mình phải coi sao Kim tiếng Anh là gì. Venus. Venus ha. Coi hình ảnh Venus như thế nào. Mấy cái hình mà mình thấy màu sắc đậm này nè các bạn, mình nghĩ là kiểu màu người ta làm trên máy tính cho nó đẹp á. Real picture from space. Hình ảnh thật của sao Kim. Ủa sao kỳ vậy? Này cũng là hình thiệt ha các bạn. Unprocessed đi. Này chắc ra cô gái là tên Venus, hoặc là có thể là không có cái hình nào mà gọi là unprocessed, chưa xử lý của vậy là nó có màu vậy luôn á mọi người ơi. Đó, chụp chụp nè, chà
chụp lên cái ngôi sao nhìn cũng đẹp quá ha, nhìn cũng rõ quá ha, mình cứ nghĩ là nó phải khác chứ. Này nó nhìn cũng giống như là hình trước khi lên màu ha, lên màu là người ta cho cái màu lên thôi. À cũng hay ha, nhìn giống như viên bi vậy đó. Đây là Saturn, Saturn là sao gì mình quên rồi. Sao thổ, sao mộc, xong rồi tới ơi sao hỏa, xong rồi tới sao mộc, xong rồi tới sao thổ đúng không? Chà sao thổ xa lắm vậy mà cũng chụp được hình đẹp ghê á. Hình này là chắc là từ cái phi thuyền mà phóng lên á bạn, chứ mình không nghĩ là ở trái đất mà chụp được cái hình này đâu, xa lắm. Chà cái này ở trái đất mà nhìn ra được sao Kim nè và sao Thủy nữa các bạn, Mercury nè, sao Thủy nè. Này là Mars sao Hỏa ha, sao Hỏa. Mấy cái này là hình chụp từ trái đất chụp lên, không biết là ống lens phải bao nhiêu mới chụp được như vậy ha. Mình không nghĩ đây là một cái từ cái kính thiên văn, tại vì thiên văn thì mình nghĩ nó phải xịn sò hơn, phải thấy quá trời sao chứ sao mà thấy chỉ có hai ngôi như vậy. Thì chắc là từ trái đất nếu mà có cái ống nhòm hay cái bộ lens nào xịn xịn đó thì cũng thấy được cái sao Kim, sao Hỏa ha. Mà nhiều khi chúng ta thấy mà chúng ta không biết nó là sao Kim, sao Kim với sao Thủy. Đây tiếp tục là Saturn sao Thổ. Thật sự mình nghĩ các bạn, chúng ta ở trái đất là cũng còn may, không có bị stress như là sao sao Thổ đâu. Bạn thấy sao Thổ xung quanh nó là hàng hàng ngàn những cái tiểu hành tinh nó bay vòng 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 như là mặt trăng bay vậy đó. Một ngày đẹp trời cái nó rớt khỏi quỹ đạo ha. Cái nó dăng vô cái sao này nổ đùng. Đó. Các bạn cứ tưởng tượng trái đất chúng ta bị vậy chắc là không biết sống như thế nào luôn ha. Jupiter thấy cái từ này hay lặp lại quá. Takahashi là gì, con tàu hả? À, Takahashi là một cái kính viễn vọng của châu Âu. Này chắc một cái hãng kính viễn vọng mới bạn. Kiểu cái kính này chụp thấy được từ cái kính này hay sao? Saturn Takahashi. Nè, thấy rất nhiều chỗ có để Takahashi là như thế nào. Ok, như vậy đó là những hành tinh chưa qua xử lý màu, thì nó cũng khá giống như xử lý màu ha. Đây, này là chưa qua xử lý màu nè, họ xử lý lên để chúng ta nhìn cho nó đẹp đẽ dễ nhìn ha. Thì ở đây sao kim nhìn cũng rất là đẹp. Nhìn từ xa thấy khá dịu dàng nhưng mà lại gần thì thấy là khác hẳn ha. Thôi chắc là hôm nay livestream tới đây thôi, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào lúc 7:30 tối nha, 7:30 tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video, chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tuần, chúc các bạn có một tuần học tập và làm việc thật là hiệu quả. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.